Nơi nào có người thì có giang hồ. Cựu chiến binh Lâm Khiếu gặp phải người nhà bị khi dễ, hình thức báo thù từ nay về sau mở ra. Thiết cốt bong bong, ghét ác như thù, không phục liền làm. Yêu hận tình cựu, con gái của kẻ thù, tổng giám đốc bá đạo. Ở một niên đại khiêu chiến tầng tầng lớp lớp như vậy, hắn là Cố Tiểu Gia hay là Cố Đại Gia? Mà xem Tuế Nguyệt kiêu hùng như thế nào xông ra một mảnh thiên địa của mình. Chương 0001. Có thù tất báo. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Cuối thu năm 1984, vùng đất Tần Châu đã vàng óng ánh. Trên con đường từ thôn Bán Pha đến xã Nam Dương, một cô gái 16-17 tuổi, dáng dấp có chút tuấn tú, lại mặc một thân đinh lót dắt một con heo, theo sát phía sau heo là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Người phụ nữ trung niên một tay dùng gậy gộc đuổi heo cực kỳ không tình nguyện đi, một tay lau nước mắt trên mặt, trên người của nàng, đồng dạng là miếng vá nhỏ chồng lên miếng vá lớn. Đứng lại. Bỗng nhiên, cách đó không xa chạy tới một chiếc xe đạp 28 xà, trên người ngồi hai người đàn ông, một béo một gầy, cũng chỉ hơn 20 tuổi. Mẹ nó, nhìn cũng nhìn không được. Xe đạp chạy tới, thắng gấp một cái. Mập mạp một bên chửi bậy, một bên từ trên xe đạp nhảy xuống. Con hàng này một mặt thịt ngang, mở rộng vạt áo chỗ lộ ra rậm đen lông ngực, vừa nhìn liền biết không phải cái gì chim tốt. Người gầy mỏ khỉ, lưng to chảy ra sau đầu, ánh mắt mê muội của hắn tán loạn trên người cô gái. Lưu Hùng đại ca hắn chính là khu thượng lãnh đạo, nhị ca lại ở bên ngoài lăn lộn xã hội, các ngươi đấu không lại, vẫn là tiết kiệm đi. Người phụ nữ trung niên lau nước mắt nói. Chúng tôi không nói nữa, chỉ muốn bán heo chữa thương cho cha nó. Ai tin? Mập mạp không cho phân biệt, hắn nhào tới liền đoạt dây cương heo trong tay cô gái không buông tay, hai người liền đánh nhau. Người phụ nữ trung niên muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bị người gầy một cước đạp ngã quỳ rạp trên mặt đất. Heo bị kinh hách, bắt đầu liều mạng chạy tán loạn, cô gái bị heo kéo ngã sắp xuống đất, nhưng cô vẫn không buông tay, mập mạp thấy thế liền giẫm mạnh hai cước lên mu bàn tay cô gái. Nhất thời, trên mu bàn tay cô gái máu tươi đầm đìa, người gầy nhân cơ hội đá mạnh một cước vào mông heo, theo tiếng tru lên, heo thoát khỏi dây cương trong tay cô gái chui vào ruộng ngô ven đường. Hỗn đảng! Theo một tiếng trống giận, một nam tử mặc quân trang màu xanh lá chạy như điên mà dừng. Chỉ thấy hắn vứt bỏ túi hành lý trên tay, sau đó quyền nhấc chân rơi xuống, theo hai tiếng kêu thảm thiết, mập mạp cùng người gầy trước sau ngã xuống đất, nện bụi đất trên đường đất bay tứ phía. Lâm Khiếu! Ngươi dám đánh ta, Hùng ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mập mạp té trên mặt đất hoảng sợ mở to hai mắt, hắn thở hổn hển quát. Lâm Khiếu một bước tiến lên, hắn một cước giẫm lên lưng phải mập mạp, theo một tiếng vang lên, mập mạp như vết heo tru lên. Ngươi buông tha cho chúng ta đi. Đều là Lưu Hùng bảo chúng ta làm. Người gầy từ trên mặt đất bò tới, hắn sợ run lẩy bẩy. Lưu Hùng bảo các ngươi đi ăn cứt, các ngươi ăn không? Lâm Khiếu giận không kềm được, hắn nhấc chân lên chính là một cước, thân thể gầy gò liền bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất, nhất thời liền biến thành một cây gậy đất. Khiếu nhi, đừng đánh nữa sẽ xảy ra án mạng, bọn họ chỉ là chó săn của Lưu Hùng. Người phụ nữ trung niên què chân đi tới, giữ chặt cánh tay Lâm Khiếu. Anh! Sao anh lại đột nhiên trở về? Lúc này, cô gái cũng từ trên mặt đất bò lên. Lâm Khiếu nghẹn ngào, nam tử hán cao 1m7 mấy, anh tuấn tiêu sái nhìn thấy mẹ và em gái bị người khi dễ thành như vậy, hắn không khỏi lệ nóng doanh tròng. Ta sớm xuất ngũ trở về, đây là... Mẹ Lưu Tú Chi lắc đầu, bà không muốn nói. Nhưng em gái Lâm Thiến lại lớn tiếng khóc ròng nói. Con trai thứ ba của trưởng thôn Lưu Hùng muốn xây trại nuôi gà, cưỡng chiếm trại đánh lúa mạch nhà tôi, cha tôi tìm ông ấy lý luận, nhưng tên súc sinh này lại đánh gãy chân cha tôi. Chúng ta đi quê tố cáo, nhưng quan lại bọn họ bảo vệ lẫn nhau, nói cha ta động thủ đối lý trước, ai không biết đây đều là đại ca Lưu Hùng Lưu Thành đè ép ở phía trên. Chân của ba bị gãy, cần tiền chữa thương, cho nên chúng tôi muốn đi bán heo đổi lấy tiền, nhưng Lưu Hùng căn bản không cho chúng tôi rời khỏi thôn. Lâm Thiến nói tới đây, đã khóc thành nước mắt. Lâm Khiếu đưa tay ôm em gái vào trong ngực, sau đó vỗ vai cô nói. Đừng khóc, anh đã trở lại, em sẽ khiến bọn họ vì chuyện này mà trả giá thật nhiều. Lưu Tú Chi hai mắt đẫm lệ nhìn nhi tử so với lúc trước càng thêm đẹp trai nói. Quên đi. Lưu gia có quyền có thế, huống chi Bán Pha thôn có một nửa người đều là gia tộc bọn họ, chúng ta không thể trêu vào. Mẹ! Con trai về rồi, Bán Pha thôn sắp biến thiên. Lâm Khiếu cắn răng nói, hắn mạnh mẽ xoay người lại. Lợn béo, không nghĩ tới ngươi cùng khỉ ống vẫn là mấy năm trước điểu dạng, Lưu Hùng Mông liền thơm như vậy sao? Nghe rõ ràng, các ngươi còn dám ở trong thôn làm càn, ta liền phế đi các ngươi. Bàn tử ông bàn tay phải có thể đã bị giẫm gãy, giọng nói đau đớn run rẩy nói. Chúng tôi không dám. Hôm nay ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, mau đi tìm heo nhà ta về, sau đó đưa đến nhà ta, nếu không hậu quả các ngươi tự mình suy nghĩ. Lâm Khiếu vừa dứt lời, khỉ ống giống như chuột thấy mèo, hắn vội vàng đứng lên liền chui vào ruộng ngô ven đường. Thở dài một hơi, tận lực làm cho tâm tình của mình bình phục một chút, lúc này Lâm Khiếu mới khom lưng nhấc túi hành lý trên đường lên, sau đó đỡ mẹ đi về phía thôn Bán Pha. Thôn Bán Pha bởi vì tọa lạc ở nửa sườn núi mà có tên như vậy, cả thôn ước chừng có hơn 200 hộ hơn 1.000 người, ở khu Nam Sơn thuộc về thôn lớn. Trong thôn hơn một nửa người họ Lưu, Lâm thị thuộc về hộ ngoại lai, tổng cộng hơn 10 hộ, ở trong thôn xem như một họ có thế lực nhỏ nhất. 4 năm, không nghĩ tới trong thôn một chút biến hóa cũng không có, vẫn là chủ đề chính của một chữ nghèo. Từng tòa nhà đất thấp bé, có vài căn nhà trên không có ngói, phía trên còn đắp cỏ tranh. Thôn đạo càng là hố hố trũng, trên mặt đường còn có các loại động vật phân. Lâm Khiếu đứng ở cửa thôn nhìn hết thảy trước mắt, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lâm Thiến, con đỡ mẹ về, mẹ đi đánh lúa mạch xem sao. Lâm Khiếu nói xong, động tác nhanh chóng cởi áo xanh ra, lộ ra một kiện lưng màu trắng, cơ bắp cường tráng của hắn liền hoàn toàn hiện ra. Khiếu nhi, đi phân rõ phải trái, đừng đánh nhau, nhà chúng ta không chịu nổi giày vò nữa. Lưu Tú Chi vẻ mặt khẩn trương nói với Lâm Khiếu. Lâm Khiếu nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng không nói gì, trong lòng hắn đang suy nghĩ, đối phó người như vậy, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là vũ lực. Mấy năm nay hắn ở bộ đội làm chính là bộ đội đặc chủng, bởi vì bản lĩnh của hắn xuất sắc, được phái cho thủ trưởng làm cảnh vệ. Lâm Khiếu đẹp trai, bản lĩnh lại xuất chúng, cho nên được con gái thủ trưởng ưu ái, hai người tiến hành tình yêu ngầm, kết quả sự việc xảy ra, bởi vì hắn vi phạm kỷ luật, cho nên xuất ngũ sớm. Nghĩ tới tâm sự, hắn bước nhanh tới thôn phía đông đánh lúa mạch tràng. Chỉ thấy hơn 10 nam tử đang bận rộn xây tường, mà ở dưới một gốc cây hạch đạo bên cạnh sân đánh lúa mạch, đặt một cái ghế dựa, phía trên nằm một nam tử dáng người thấp béo, hắn chính là con trai thứ ba của thôn trưởng Lưu Hùng. Trên bàn nhỏ bên cạnh hắn đặt bình thuốc lá phượng bài, còn có một chén trà làm từ bình đồ hộp. Lâm Khiếu, ngươi đã trở lại. Khi Lưu Hùng phát hiện Lâm Khiếu đang nổi giận đùng đùng đi tới, hắn hoảng hốt vội vàng đứng lên. Nhưng vẫn chậm một chút, chỉ thấy Lâm Khiếu không nói hai lời nhấc chân một cước. Lưu Hùng không kịp né tránh, bị Lâm Khiếu một cước đạp quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này, trong những người làm việc này, có hơn phân nửa là anh em ruột của Lưu Hùng, bọn họ đồng loạt xông lên. Lúc này Lâm Khiếu thế như xuống núi mãnh hổ, hắn rống to nhào tới. Trong lúc nhất thời quyền cước quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Trong nháy mắt, trên sân lúa mạch liền ngã ngổn ngang. Lưu Hùng đứng lên muốn chạy, nhưng Lâm Khiếu căn bản là không cho hắn cơ hội này, hắn một tay bắt lấy cổ Lưu Hùng, đem hắn đè bò ở trên bàn nhỏ, sau đó đem tay phải của hắn lắc lư cõng ở phía sau. Ngươi là dùng cái tay này đánh gãy cha ta chân đi. Lâm Khiếu vừa dứt lời, trên tay hắn dùng sức, răng rắc một tiếng, ngón út của Lưu Hùng đã bị bẻ gãy. Ngón tay của ta gãy rồi, ngươi đừng vặn nữa, ta gọi ngươi là ông nội, ta cũng không dám khi dễ người nhà của ngươi nữa. Ông ơi! Ngươi tha cho ta lần này. Lâm Khiếu lạnh lùng cười nói. Ngươi chiếm lấy nhà ta đánh lúa mạch, đánh gãy chân ba ta, hôm nay lại phái người đi đã thương mẹ ta cùng Lâm Thiến, ta cảm thấy ngón tay này của ngươi ta hẳn là bẻ gãy toàn bộ. Đừng! Ngươi ngàn vạn lần đừng, gia, ta sai rồi. Lưu Hùng lớn tiếng kêu khóc, tiếng kêu thê thảm hơn phân nửa người trong thôn hẳn là nghe được. Chương 0002 Khiêu chiến quyền uy đại thắng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, thân hình cao lớn, sắc mặt đen hồng, ước chừng hơn 50 tuổi Lưu Phúc Đường bước nhỏ chạy tới. Người này ở thôn Bán Pha chỉ riêng chức thôn trưởng đã làm mười mấy 20 năm, có thể nói là thổ hoàng đế một phương, người trong thôn ai cũng sợ hắn, ngay cả tiểu hài tử không ngủ, chỉ cần người lớn nhắc tới thôn trưởng đến, tiểu hài tử cũng sẽ lập tức nhắm mắt lại. Lâm Khiếu, anh là quân nhân, anh làm như vậy là phạm pháp, tôi có thể gọi người bắt anh. Lưu Phúc Đường vài bước chạy tới trước mặt Lâm Khiếu, thần sắc bối rối nói. Bởi vì hắn thấy được cảnh tượng thảm thiết trên sân đánh lúa mạch, quỷ cũng sợ ác nhân, hắn không sợ vậy là lạ. Đối mặt với hung thần này, lúc trước Lâm Khiếu có lẽ sẽ sợ hắn, nhưng bây giờ Lâm Khiếu thấy Lưu Phúc Đường chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn lạnh lùng cười. Vậy nhà ngươi chiếm lấy nhà ta đánh lúa mạch tràng, con trai ngươi đánh gãy cha ta chân, còn có hắn hôm nay lại phái người đã thương mẹ ta cùng Lâm Thiến, những này phạm pháp sao? Lâm Khiếu nói năng có khí phách, từng câu đều có lý. Lúc này, người trong thôn chạy đến xem náo nhiệt đã vây quanh sân đánh lúa mạch chật như nêm cối. Nằm úp sấp trên bàn nhỏ Lưu Hùng lúc này đã đau đớn chống đỡ không nổi, hắn không để ý mọi người ở đây, hắn lớn tiếng hô. Cha! Đều là lỗi của chúng ta nhận. Đánh lúa mạch trả lại cho nhà bọn họ, chân của cha hắn là tôi đánh gãy, còn có hôm nay là tôi phái heo mập cùng khỉ ống đi đánh mẹ con Lưu Tú Chi, những thứ này chúng tôi đều nguyện ý bồi thường. Bố ơi! Ngươi mau đáp ứng, nếu không nhi tử của ngươi sẽ đau chết. Mặt Lưu Phúc Đường tức giận đến biến thành màu xanh tím, từ khi hắn làm trưởng thôn ở Bán Pha thôn tới nay, còn chưa có ai khiêu chiến quyền uy của hắn như Lâm Khiếu. Được. Đánh lúa mạch lập tức dọn dẹp trả lại cho các người, Lưu Hùng làm bị thương người nhà của các người, nhưng các người cũng làm bị thương hắn, cho nên việc này coi như huề nhau. Lưu Phúc Đường thở hổn hển, hắn cắn răng cuối cùng là trước mặt người trong thôn lùi bước một bước, phải biết rằng, hắn cho tới bây giờ đều không có làm như vậy qua. Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Khiếu lúc này sẽ lập tức buông Lưu Hùng ra, thấy tốt liền thu lại, chỉ nghe Lâm Khiếu lớn tiếng quát hỏi. Một chân cùng một ngón tay cái so sánh, cái kia quan trọng hơn. Cha! Con nói chúng ta bồi thường tiền, cha rốt cuộc là muốn con trai hay là muốn tiền? Lưu Hùng chịu không nổi đau đớn, hắn thế nhưng chật vật gào khóc trước mặt mọi người. Sắc mặt Lưu Phúc Đường so với người chết còn khó coi hơn, hắn lạnh lùng cười hỏi. Bồi thường bao nhiêu? 500 đồng, thiếu một phân cũng không được. Lâm Khiếu vừa nói ra lời này, mọi người vây xem không khỏi xôn xao một mảnh. Phải biết rằng, ở tầng đông nơi này, cao cấp công cao nhất tiền lương một tháng cũng liền hơn 50 khối, tạm thời công lúc đó tiền lương cũng liền hơn 20 khối, 500 khối đây chính là một cao cấp công một năm tiền lương. Trong mắt mọi người, Lâm Khiếu không thể nghi ngờ là công phu sư tử. Nhưng không đợi Lưu Phúc Đường mở miệng, con trai Lưu Hùng đã khẩn cấp hô. Ba! Đáp ứng ông ấy, tiền này nhà chúng ta hẳn là có. Trên mặt Lưu Phúc Đường không nhìn được, hắn lạnh lùng cười nói. 500 đồng so với gãy một chân, ta cảm thấy chân càng muốn, ta ở trước mặt người trong thôn đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại buông hắn ra. Lưu Phúc Đường mượn sườn núi xuống lừa, hắn tìm cho mình một cái cớ thích hợp. Lâm Khiếu vừa thấy Lưu Phúc Đường không ai bị nổi chịu thua trước mặt mọi người, hắn liền buông lỏng cánh tay đang vặn vẹo Lưu Hùng ra. Lưu Hùng lập tức bò dậy, hắn ôm mặt đau tay phải lập tức đổ mồ hôi lạnh. Vừa nhìn hàng này chiếm được nên có trừng phạt, Lâm Khiếu cũng không muốn lại quá nhiều dây dưa, hắn lạnh lùng nói. 500 khối lập tức đưa đến, qua hôm nay, ngày mai có thể biến thành 1000 khối. Lập tức đưa, lập tức đưa. Lưu Hùng cúi đầu không lưng cướp lời nói, hắn hoàn toàn không để ý thể diện của cha, hắn xem như hoàn toàn bị Lâm Khiếu đánh sợ. Lâm Khiếu âm thầm thở dài một hơi, lúc hắn rời khỏi sân đánh lúa mạch, phía sau truyền đến tiếng nghị luận của mọi người. Thù này xem như kết lớn, tiền trưởng thôn bồi thường hắn cũng dám nhận. Anh biết cái rắm, tôi nghe nói hắn ở bộ đội làm cảnh vệ cho thủ trưởng, hậu trường hẳn là rất cứng rắn, nếu không hắn có gan như vậy. Lâm Khiếu đứng ở nhà mình đại môn trước, hắn nhìn mấy gian thấp bé thổ phòng, còn có hàng rào buộc thành tiểu viện, trong lòng hắn âm thầm thề, hắn nhất định phải để cho trong nhà trước giàu lên, nếu không ở trong thôn vẫn là bị người xem thường. Trên giường đất, lão ba Lâm Minh Sinh chỉ có hơn 40 tuổi, bởi vì nhiều năm lao động, thoạt nhìn già nua đều có hơn 50 tuổi. Trên bắp chân của hắn buộc thanh nẹp dùng ván gỗ tự mình làm, hắn vừa nhìn thấy nhi tử trở về, kích động thế nhưng nói không ra lời. Cha, con bẻ gãy ngón út của Lưu Hùng, xem như báo thù cho cha, cũng bắt bọn họ bồi thường cho nhà chúng ta 500 đồng. Lâm Khiếu cúi đầu, hắn nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngươi lúc này gây ra đại họa rồi, nhà bọn họ chúng ta đấu không lại. Mẹ vừa nghe, sợ đến phát khóc. Khiếu Nhi đã làm rồi, chúng ta cũng không sợ. Ba trung hậu thành thật, lúc này phi thường bình tĩnh, lời này của ông vừa ra khỏi miệng, Lâm Khiếu nhất thời cảm thấy liền có hậu thuẫn rắn chắc. Lâm Khiếu có nhà không? Ba tôi bảo tôi đưa tiền tới. Một thanh âm êm tai của một cô gái từ ngoài cửa lớn truyền vào. Lâm Khiếu nhanh chóng đi tới cửa, hắn vội thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy ngoài cửa lớn đứng một cô gái xinh đẹp dáng người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa. Trên người nàng mặc áo sơ mi màu đỏ sậm, ống tay áo cuộn lên, lộ ra hai cánh tay ngọc trắng nõn. Hạ thân là một cái quần jean màu lam, trên chân là giày thể thao màu trắng rất hiếm thấy ở niên đại đó, ăn mặc thời thượng như thế, lại phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của cô, Lâm Khiếu cảm thấy cô giống ngôi sao điện ảnh Triệu Na. Lưu Thanh Thanh. Lâm Khiếu không khỏi thất thanh kêu lên. Anh nhận ra, cô chính là con gái của Lưu Phúc Đường, bọn họ là bạn học cấp 2. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Lâm Khiếu lên trung học phổ thông tham gia quân đội, mà Lưu Thanh Thanh thì thông qua quan hệ của cha mình vào xưởng dệt thành phố làm công nhân tạm thời. Tam ca ta tên hỗn đảng này làm sự thật xin lỗi ngươi, bất quá ngươi hôm nay để cho hắn giáo huấn dài. Việc này ta cũng là ngày hôm qua trở về mới biết được, nếu không ta nói cái gì cũng sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. Lưu Thanh Thanh có chút ngượng ngùng cười, trên mặt liền lộ ra ưu thương nhàn nhạt. Lâm Khiếu. À, một tiếng nói. Tôi xuất ngũ, việc này không liên quan đến anh, hy vọng hai chúng ta không trở thành kẻ thù. Tôi cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, tôi vẫn luôn phản đối cha tôi và anh tôi làm việc như vậy, nhưng... Lâm Khiếu. Ngươi cút ra đây cho ta, ngươi làm gãy tay con ta, còn muốn xảo trá tiền của ta, cái này còn có thiên lý sao? Tạ cho mẹ ngươi bức. Không đợi Lưu Thanh Thanh nói xong, chỉ thấy lão bà của Lưu Phúc Đường, cũng chính là mẹ của Lưu Thanh Thanh, Triệu Thúy Hoa dắt một con đại hắc cẩu thân thể như ngé con đi tới. Đại hắc cẩu kéo xích sắt chạy thẳng về phía trước, nó còn hướng Lâm Khiếu gâu gâu gọi thẳng, cảm giác giống như là muốn nhào tới ăn thịt hắn. Lâm Khiếu vừa nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng hắn không khỏi lộc bộp một chút, nữ nhân này chính là người đàn bà chanh chua nổi tiếng trong thôn, đối phó với nàng thật đúng là không biết bắt đầu từ đâu. Chương 0003. Phong ba lại nổi lên. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Mẹ đang làm gì vậy? Lưu Thanh Thanh không khỏi thất thanh kêu lên. Câm miệng cho ta, chuyện này chưa xong đâu. Ngươi là tử binh lưu manh, tử khâu bác, có hỗn đảng nhân sinh không ai dạy, người khác sợ ngươi, lão nương không sợ. Thế nào? Nhà anh nghèo đến điên rồi phải không? Vậy sao không bảo mẹ con và em gái con ra ngoài bán? Triệu Thúy Hoa lớn tiếng rít gào, đại hắc cẩu nàng dắt cũng sủa gâu gâu theo, thật đúng là chó cậy gần người, lời này tuyệt không giả. Lúc này, hàng xóm láng giềng toàn bộ ghé vào trên đầu tường thò đầu ra nhìn lén, nhưng chính là không ai dám đi ra khuyên bảo, bởi vì nữ nhân này thật sự là quá lợi hại, hơn nữa lão công của nàng ở trong thôn dâm uy, ai còn dám quản việc này. Lâm Khiếu vốn định không so đo với một nữ nhân, hơn nữa nữ nhi Lưu Thanh Thanh của nàng ở chỗ này, nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là, nữ nhân này quá đáng. Nàng chẳng những vũ nhục thân phận quân nhân xuất ngũ của hắn, hơn nữa còn tổn thương đến mẹ và em gái, nhất là nàng mắng những câu này đâm vào tim Lâm Khiếu. Sĩ khải nhẫn, bên nào không thể nhẫn, mắng hắn nể mặt Lưu Thanh Thanh có thể nhẫn nhịn, nhưng đã thương người nhà của hắn không được. Dù sao thù với Lưu gia đã kết định, hắn cũng không sao cả. Lâm Khiếu xoay người rút ra một cây gậy gỗ, sau đó đánh về phía Triệu Thúy Hoa. Hắc hổ! Cắn chết tên chó chết này! Vừa thấy Lâm Khiếu cầm gậy gỗ nhào tới, Triệu Thúy Hoa chẳng những không chạy, ngược lại là buông dây cương chó trong tay ra, nàng còn ở một bên lớn tiếng kêu to. Đại hắc cẩu hung mãnh dị thường, nó nghênh đón Lâm Khiếu nhào tới. Hô! Gậy gỗ trong tay Lâm Khiếu mang theo kình phong quét thẳng lên đầu đại hắc cẩu. Theo một tiếng kêu thảm thiết, đại hắc cẩu ngã sắp xuống đất, nó đạp lên trời vài cái, trong chốc lát liền không có động tĩnh. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng động lại, tất cả mọi người không có thanh âm, tất cả mọi người đều bị Lâm Khiếu uy mãnh sợ khiếp sợ. Ước chừng qua vài giây, Triệu Thúy Hoa mới phản ứng lại. Ngươi chịu ngàn đao đánh chết hắc hổ nhà ta, ta liều mạng với ngươi. Triệu Thúy Hoa gào khóc nhào về phía Lâm Khiếu. Lúc này, Lưu Thanh Thanh tiến lên một bước, nàng ôm lấy Triệu Thúy Hoa. Vừa thấy nữ nhi tới khuyên nàng, Triệu Thúy Hoa nháo càng hung hăng, nàng vừa nhảy, vừa chỉ vào miệng Lâm Khiếu mắng loạn, có thể nói đem lời thô tục gì cũng mắng ra. Sự tình náo loạn đến một bước này, tâm huyết của Lâm Khiếu cũng tăng lên, nếu như hắn ngay cả người đàn bà chanh chua này cũng không thu thập được, vậy tương lai hắn còn ở trong thôn làm sao trở nên nổi bật. Ta đánh chết ngươi cái đồ khốn kiếp. Theo một tiếng gầm lên, Lâm Khiếu cầm gậy gỗ bổ nhào lên trên. Mẹ và em gái vội vàng chạy tới, ông chặt lấy cánh tay Lâm Khiếu. Triệu Thúy Hoa nhìn lén tư thế này của Lâm Khiếu, thanh âm lập tức trở nên nhỏ đi, nàng bị nữ nhi lôi kéo, chậm rãi trở về. Quỷ cũng sợ ác nhân, chớ nói chi là Triệu Thúy Hoa nàng. Vừa thấy Triệu Thúy Hoa đi rồi, hàng xóm lúc này mới chạy ra khuyên Lâm Khiếu trở về. Sau khi Lưu Thanh Thanh kéo mẹ về nhà, lại trở về, cô nhét một xấp đại đoàn kết vào trong tay Lâm Khiếu nói. Mau chữa thương cho chú. Lâm Khiếu không nói gì, hắn đưa mắt nhìn Lưu Thanh Thanh rời đi. Trong lòng hắn rõ ràng, Lưu Thanh Thanh có thể làm như vậy, một là nàng làm người thông minh có kiến thức, hai là nàng mang lòng cảm kích. Nhớ rõ lúc lên trung học cơ sở, bởi vì Liễu Thanh Thanh lớn lên xinh đẹp, chọc cho mấy tên côn đồ trên đường Nam Dương thường xuyên tới quấy rầy nàng, vì việc này, Lâm Khiếu lão vì Lưu Thanh Thanh ra mặt đánh nhau, có hai lần chính hắn cũng bị thương. Hai tử. Lưu gia cô nương không tệ, nhưng chúng ta không phải người cùng một đường. Bỗng nhiên, mẹ Lưu Tú Chi đi tới nhẹ giọng nói. Lâm Khiếu mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, hắn. Nga, một tiếng nói. Ta đưa ba đi huyện bệnh viện đi. Mẹ lắc đầu nói. Không cần, xương cốt nông dân rắn chắc, bác sĩ Phùng đã nắn xương cho cha con, bây giờ tĩnh dưỡng là được rồi. Như vậy được không? Lâm Khiếu có chút lo lắng hỏi. Mẹ thở dài một hơi, bà suy nghĩ một chút nói. Nếu như con không yên tâm, vậy mời bác sĩ Phùng tới cho cha con uống chút thuốc tiêu viêm, như vậy sẽ lớn nhanh hơn. Ca vừa trở về, để cho hắn nghỉ ngơi một chút, ta đi mời Phùng đại phu. Mùi mùi nói xong, xoay người bỏ chạy. Đến buổi tối, một ngọn đèn dầu loang nhấp nháy ngọn lửa, ánh sáng trong phòng có chút lúc sáng lúc tối. Ba ba nằm ở phía sau khán an tường truyền chất lỏng, Lâm Khiếu cùng mẹ nhẹ nhàng nói chuyện. Khiếu nhi. Thím Vương bên cạnh nói Lưu gia buổi chiều buông lời tàn nhẫn, nói là muốn cho con trai lớn Lưu Thành ra mặt, tuyệt đối không an bài công tác cho con. Khi mẹ nói lời này đã mang theo tiếng khóc nức nở. Cũng đúng, tổng quân 4 năm, chính là vì có thể mưu một phần công tác bưng chén nhà nước, nhưng gần đây cái gì cũng không có, việc này đặt ở trên người bất cứ người nào, ai cũng sẽ không cam tâm. Ngươi đừng nghe Lưu gia khoác lác, Tần Đông huyện cũng không phải nhà hắn. Mùi mùi Lâm Thiến nhịn không được tức giận nói. Lâm Khiếu ha hả cười, kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, lần này hắn xuất ngũ là vi phạm kỷ luật, cho dù người Lưu gia không ra mặt can thiệp, với điều kiện của hắn, còn có bối cảnh trong nhà, muốn an trí cho hắn một công việc chính thức, so với lên trời còn khó hơn. Mẹ! Con muốn tự mình xông vào, mẹ không biết, bên ngoài thay đổi rất lớn, rất nhiều nơi đều có điện, nhìn lại thôn chúng ta, vẫn dùng đèn dầu. Lưu Tú Chi nghe nhi tử nói như vậy, trên mặt không khỏi có chút tức giận, cái gì gọi là mình xông vào. Vậy còn làm người lính này có ích lợi gì? Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên bóng người lóe lên, từ ngoài cửa đi tới hai tiểu tử trẻ tuổi. Hổ tử. Nhị Ngưu. Lâm Khiếu vừa thấy rõ người tới, hắn kêu to từ trên khán nhảy xuống, hắn kích động ngay cả giày cũng không mang. Hà Hổ tử, Trần Nhị Ngưu là bạn nối khố của Lâm Khiếu, ba người bọn họ chơi từ nhỏ đến lớn, có thể nói là anh em thân thiết. Ba người ôm cùng một chỗ, vui vẻ cười to, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể A huynh đệ. Ngươi có thể đem Lưu gia đánh nhận thua, coi như là vì chúng ta trút giận. Hạ Hổ tử thân hình cao gầy đột nhiên đánh Lâm Khiếu một quyền nói. Lâm Khiếu ngừng cười, hắn thở dài một hơi nói. Kia còn không phải là bị ép buộc sao? Hai người các ngươi không phải tại gạch ngói xưởng làm việc sao? Khụ. Buổi chiều xưởng gạch truyền điên rồi, lúc ấy tôi muốn xin nghỉ về giúp anh, nhưng đốc công chó má không chịu. Trần Nhị Ngưu lớn lên mập lùn, lúc hắn nói lời này, còn đem nắm đấm nắm chặt lắc lư hai cái. Lâm Khiếu vui vẻ cười, hắn vừa muốn nói, ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Lâm Khiếu, con mẹ nó mày cút ra đây cho lão tử. Trần Nhị Ngưu và Hạ Hổ Tử nhìn nhau, sắc mặt hai người cũng biến đổi theo. Hình như là Lưu Bưu. Giọng của anh hai Lưu Hùng. Trần Nhị Ngưu không khỏi thất thanh nói. Lâm Khiếu nhướng mày, bất quá hắn lập tức xoay người mang giày vào liền đi, hắn biết chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Trần Nhị Ngưu cùng Hạ Tam Hổ nhanh chóng đi theo, phía sau bọn họ truyền đến tiếng khuyên bảo của Lưu Tú Chi. Đừng đánh nữa, đánh tiếp như vậy sẽ xảy ra án mạng. Ngoài cửa viện, đứng một nam tử tóc dài xõa vai, ánh trăng sáng ngời chiếu vào trên chủy thủ trong tay hắn, khúc xạ ra bạch quang đáng sợ. Chương 0004. Thời khắc nguy cấp. Lưu Thanh Thanh đứng ra. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Lâm Khiếu ngẩng đầu đi tới, hắn căm tức nhìn người này không có lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện, ở hàng này phía sau cách đó không xa còn đứng một đống người đen thui. Nếu như hắn không có đoán sai, những người đứng ở xa xa trợ trận, hẳn cũng là người của gia tộc họ Lưu. Đã thương đệ đệ của ta, còn đánh chết nhà ta Hắc Hổ, ngươi thật cho rằng ta Lưu Bưu là ăn chay. Dưới ánh trăng, trong miệng Lưu Bưu buông lời tàn nhẫn, hắn còn quơ quơ chủy thủ trong tay. Lâm Khiếu lạnh lùng cười nói. Bớt nói nhảm, ngươi Lưu Bưu ăn cứt ăn thịt cùng ta không có quan hệ, nhưng đệ đệ ngươi nên đánh, nhà ngươi Hắc Hổ cũng đáng chết. Mặt khác ta còn nhắc nhở ngươi, đừng lấy thanh đao trách quơ trước mặt ta, súng thật ta còn không sợ. Có bản lĩnh đâm về phía ta, ngươi lợi hại, ta liền nằm trên mặt đất, nếu không người nằm trên mặt đất chính là ngươi. Lâm Khiếu nói xong, liền từng bước một ép tới. Không khí nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Lưu Bưu kiêu ngạo vừa thấy Lâm Khiếu dũng mãnh như thế, hắn nhất thời cũng không dám động. Ngay tại thời khắc khẩn trương nhất này, bỗng nhiên có người chạy tới, mạnh mẽ đứng ở giữa bọn họ. Nhị ca, việc này đến đây là kết thúc, nếu huynh nhất định tìm Lâm Khiếu gây phiền toái, vậy đao trong tay huynh đâm vào người muội. Người tới dĩ nhiên là Lưu Thanh Thanh, nàng một giọng chính khí nói. Lưu Bưu không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, bất quá hắn vì thể diện của mình, vẫn hung ác nói. Ngươi tới làm gì? Cút sang một bên, ta đêm nay không thể không tháo một linh kiện của hắn xuống. Ngươi được chưa? Ngươi đánh hắn sao? Ngươi thật muốn ép hắn động thủ, đến lúc đó thiếu linh kiện chỉ sợ là ngươi. Lưu Thanh Thanh giận tím mặt, nàng tuyệt không nể mặt Lưu Bưu. Nhà đầu chết tiệt, ngươi rốt cuộc là mặt nào? Sao lại nói chuyện với tên hỗn đảng này? Lưu Bưu tức giận đến nổi trận lôi đình, đám người đứng xa xa kia cũng phát ra tiếng nghị luận không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thanh Thanh lạnh lùng cười nói. Nhị ca, mọi việc đều phải giảng đạo lý, các ngươi làm việc quá đáng, việc này chấm dứt ở đây, nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem. Lưu Thanh Thanh là cái gì tính tình, Lưu Bưu cái này làm nhị ca rõ ràng nhất bất quá, tính cách của nàng liệt giống như là 73 độ rượu trắng, thật đúng là nói được làm được. Được được, ta nghe lời ngươi, chúng ta trở về. Lâm Khiếu, lần sau đừng rơi vào tay lão Lưu gia chúng ta, nếu không ta không phế ngươi không được. Lưu Bưu buông lời tàn nhẫn, hắn kéo Lưu Thanh Thanh biến mất trong bóng đêm. Một hồi ác chiến không cách nào tránh khỏi, lại bị Lưu Thanh Thanh lấy cái chết bức bách hóa giải, trong lòng Lâm Khiếu nhất thời dâng lên một cỗ ấm áp không thể nói rõ. Lúc này, Trần Nhị Ngưu cùng Hà Hổ Tử mang theo gậy gỗ đi từ chỗ tối tăm đi ra. Lão Lưu gia này vẫn có người hiểu chuyện. Trần Nhị Ngưu nhỏ giọng nói. Hạ Hổ Tử ở một bên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi biết cái rắm, lúc lên trung học cơ sở Lâm Khiếu vì Lưu Thanh Thanh mà đánh nhau không ít, có một lần đầu đều bị đánh nát. À, còn có việc này. Chỉ là đáng tiếc, nếu không bọn họ thật đúng là trời sinh một đôi. Trần Nhị Ngưu nói xong liền ha hả cười. Lâm Khiếu tát Trần Nhị Ngưu một cái nói. Nói hưu nói vượng cái gì? Cái gì trời sinh một đôi, không thành kẻ thù cũng đã đốt hương thơm. Lâm Khiếu có chút trái lương tâm nói, hắn lôi kéo hai người này trở về tiểu viện. Một đêm này, ba người bọn họ chen chúc ở Lâm Khiếu gia Tây Ốc trên hố đất, nói chuyện cho đến khi trời sắp sáng mới ngủ. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Lâm Khiếu mượn xe của Hổ Tử, sau đó kéo con heo trong nhà lên, cùng mẹ đi chợ trên đường Nam Dương. Trải qua hơn 2 giờ sốc nảy, Lâm Khiếu rốt cục kéo heo tới chợ giao dịch phố Nam Dương. Bởi vì không ăn Tết, đại heo mập này rất ít người tới hỏi. Từ hơn 9 giờ đến gần 11 giờ, bỗng nhiên có ba người đàn ông tới. Lớn tuổi ước chừng hơn 40 tuổi, người này lớn lên miệng khỉ quai nón, hơn nữa còn là một đôi mắt nhỏ. Đi theo hắn còn lại là hai cái 20 mấy tuổi tiểu tử, từ bọn họ ăn mặc cùng đi đường tư thế liền có thể thấy được, hai cái này tuyệt đối là trên đường nhị lưu tử. Đây là heo bệnh. Nam nhân mắt nhỏ đi tới trước giá xe, hắn nói xong nhấc chân đá một cước heo trên giá xe. Lâm Khiếu vốn trong lòng ổ một đoàn hỏa, vừa thấy người này lại như vậy, hắn không khỏi trừng mắt một cái. Hắc! Ngươi trừng lão tử làm gì? Đôi mắt nhỏ tựa hồ cũng là cố ý tới tìm việc, hắn nói xong lại nhào tới. Hắn bắt được cổ áo Lâm Khiếu, sau đó căm tức nhìn Lâm Khiếu, có thể nói là vẻ mặt khiêu khích. Lâm Khiếu cũng không quen với con hàng này, hắn mạnh mẽ bắt lấy người này cổ tay, sau đó hơi chút dùng sức, con hàng này liền kêu thảm thiết buông lỏng nắm lấy Lâm Khiếu cổ áo tay. Hai nam tử trẻ tuổi bộ dáng lưu manh không nói hai lời liền nhào về phía Lâm Khiếu, Lâm Khiếu một không làm thì làm, hai ba cái liền đem ba người này toàn bộ quật ngã trên mặt đất. Bởi vì giữa bọn họ cũng không thâm cừu đại hận, cho nên Lâm Khiếu điểm đến dừng, hắn không có lại động thủ. Đôi mắt nhỏ từ trên mặt đất bò dậy, hắn vỗ đất trên người hướng Lâm Khiếu quát. Sơn pháo ngươi, cũng dám đắc tội hài nhị cầu ta, ta để heo của ngươi thối chết đến nơi này. Mắt nhỏ trong miệng mắng, người lại xoay người bỏ chạy, hai người trẻ tuổi kia cũng không dám lỗ mãng, bọn họ hoang mang rối loạn chạy theo mắt nhỏ. Người bên cạnh lắc đầu thở dài nói. Người trẻ tuổi, ngươi làm sao có thể cùng hài nhị cầu động thủ đây? Hắn là trên con đường này heo buôn bán, đắc tội hắn, heo của ngươi còn thế nào mua đi? Mọi người vây quanh Lâm Khiếu mồm năm miệng mười, không ai chịu vì hắn nói một câu công đạo, ngụ ý, hài nhị cầu đối với hắn như vậy, hắn nên chịu đựng. Lúc này, đi xã y tế viện mua thuốc mụ mụ đã trở lại, nàng nghe mọi người như thế vừa nói, khó tránh khỏi tâm tình khó chịu, bất quá nàng không có chỉ trích Lâm Khiếu, mà là thở dài một hơi nói. Quên đi, ngày mai chúng ta đi Đông Viễn họp chợ đi. Lâm Khiếu rất áy náy, hắn gật gật đầu, sau đó chạy đến chỗ mua vải, kéo cho mẹ và em gái mấy thước vải, nhìn thấy mẹ và em gái ăn mặc như vậy, trong lòng Lâm Khiếu thật đúng là không có tư vị. Mất sức chín trâu hai hổ, Lâm Khiếu lại đem heo từ trên đường Nam Dương kéo trở về, hoàn hảo hắn có thể lực, nếu không qua lại mấy chục dặm, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Lúc ăn cơm tối, Lưu Xuyên Chi thở dài một hơi nói. Khiếu Nhi à, nếu con đã trở lại, nên thích ứng với cuộc sống của chúng ta, nhà chúng ta không có tiền không có quyền, có một số việc con phải chịu đựng. Con trai biết, hôm nay coi như là ta không động thủ, cái kia hài nhị cầu cũng sẽ không mua nhà chúng ta heo, muốn mua hắn cũng sẽ ép giá, hắn kỳ thật chính là muốn cho ta ra oai phủ đầu, sau đó hảo ép giá. Lâm Khiếu nói xong liền âm thầm thở dài một hơi. Sao cậu không biết mẹ nói đạo lý này, nhưng cậu càng cảm thấy, làm người nhất định phải có ngạo cốt, có chút chuyện không thể nhẫn, cho dù là đánh gãy chân, cũng phải thẳng lưng. Lâm Minh Sinh ngồi ở phía sau khán nhìn thoáng qua lão bà, hắn cười cười nói. Hai tử lớn, có một số việc liền tùy hắn, ta nhịn nửa đời người, cũng không có nhẫn xuất tiền, càng không có nhẫn xuất quyền, còn đem chính mình nhẫn nằm ở trên khán. Ngươi ở trước mặt hài tử nói hưu nói vượng, ngươi chẳng lẽ không biết Thái Cương sẽ bẻ gãy những lời này sao? Còn nữa, heo này bán không hết thì làm sao bây giờ? Trong nhà cần tiền a. Lưu gia là bồi thường 500 nguyên, nhưng tiền này chúng ta có thể dùng sao? Lưu Tú Chi rốt cuộc nhìn không được nữa, nàng nói xong không khỏi lên tiếng khóc lớn. Có thể làm cho một người trưởng thành như thế khóc lớn, Lâm Khiếu lúc này mới thật sâu cảm nhận được người trưởng thành trên người áp lực lớn bao nhiêu, hắn âm thầm thề, hắn nhất định phải mau chóng hùng khởi, vì cái nhà này, cũng vì chính mình. Đừng khóc mẹ. Con có biện pháp làm cho heo nhà chúng ta ngày mai biến thành tiền dùng. Lâm Khiếu đột nhiên lớn tiếng nói. Chương 0005. Mổ heo đổi tiền, gió nổi lên huyện thành nhỏ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Tia nắng ban mai hơi lộ, thôn Bán Pha đã có động tĩnh. Gà gáy chó sủa, còn có tiếng lừa cùng tiếng bò kêu, dần dần trong thôn liền náo nhiệt lên. Lâm Khiếu khởi rất sớm, chờ người trong nhà đều thức dậy lúc, hắn đã chọn một vại nước lớn. Hắn còn mượn gia sản giết heo từ nhà hổ tử, khi hắn đem những thứ này toàn bộ bày ở trong sân, tiểu hài tử bên trái liền chạy tới xem náo nhiệt. Giết heo không ăn Tết, đây ở trong thôn coi như là một chuyện tương đối hiếm lạ. Khiếu Nhi, rốt cuộc con muốn làm gì? Nhà chúng ta không ăn nổi thịt heo, chớ nói chi là một con heo. Lưu Tú Chi vẻ mặt khó hiểu, nàng có chút tức giận hỏi Lâm Khiếu. Lâm Khiếu ha hả cười nói. Mẹ! Mẹ tin con chính là, heo này vừa giết, rất nhanh có thể biến thành tiền. Ngươi những năm này ở bên ngoài, trong thôn tình huống xem ra tuyệt không biết, coi như là lễ mừng năm mới, thật nhiều người đều ăn không nổi thịt heo, ngươi lúc này giết heo cho ai bán thịt? Lâm Thiến nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nàng cũng khuyên bảo Lâm Khiếu. Lâm Khiếu ha hả vui vẻ nói. Người trong thôn không có tiền, nhưng có lương thực, chúng ta một cân thịt heo bán một nguyên, lúa mì mỗi cân theo một gốc tính toán, 10 cân lúa mì đổi một cân thịt heo, ngươi cảm thấy có người đổi sao? Nhà tôi đổi 5 cân, thèm chết được. Theo tiếng cười, Hạ Hổ Tử cùng Trần Nhị Ngưu đi vào. Trần Nhị Ngưu ha ha cười nói. Biện pháp này tốt, người trong thôn chúng ta giàu có nhất chính là lương thực, nhà ta cũng đổi 5 cân. Hạ Hổ Tử cùng Trần Nhị Ngưu vừa nói như vậy, có mấy người hàng xóm cũng hô nói nhà bọn họ cũng đổi. Vừa thấy thời cơ chín mùi, Lâm Khiếu không nói nhiều nữa, hắn cởi áo ra, sau đó chui vào chuồng heo, kéo con heo mập nhà hắn ra. Lợn mập liều mạng làm ầm ĩ, nhưng hai tay Lâm Khiếu giống như kiềm sắt. Dưới sự hỗ trợ của Hạ Hổ Tử và Trần Nhị Ngưu, Lâm Khiếu đè con heo mập lên thớt, theo trường đao đâm vào bên trong. Tiếng kêu thê thảm của con heo mập vang vọng toàn bộ thôn Bán Pha. Nấu nước nhổ lông, toàn bộ quá trình không hề dây dưa, Lâm Thiến nghịch ngợm cười nói. Anh! Mấy năm nay anh ở bộ đội chuyên môn giết heo. Em thấy động tác này của anh còn thuần thục hơn chú Hạ. Ca là toàn năng, ở bộ đội học không ít bản lĩnh, về sau ngươi sẽ biết. Lâm Khiếu cười to, tay hắn vung đao rơi xuống, từng miếng thịt heo trắng nõn bày trên thớt. Chuyện Lâm gia dùng thịt heo đổi lương thực rất nhanh truyền khắp Bán Pha thôn. Thôn Bán Pha bình quân đầu người đất đai nhiều, hơn nữa còn rất phì nhiêu, nhà nhà có rất nhiều lương thực, nhưng bởi vì ở vùng núi, giao thông không phát triển, cùng bên ngoài lưu thông không thoải mái, coi như là có lương thực, cũng rất khó biến thành tiền. Lâm Khiếu một chiêu này phi thường hữu dụng, này còn chưa tới giữa trưa, hơn 200 cân thịt heo đã biến thành hơn 2.000 cân lúa mì. Mà nội tạng heo và mỡ heo, Lâm Khiếu bảo mẹ ở lại nhà mình ăn. Trong nhà hiện tại thiếu tiền dùng, có thể coi như có nhiều như vậy lương thực, vậy cũng nhất thời nửa hội biến không thành tiền a. Lưu Tú Chi vẻ mặt đau khổ, nàng nói xong không thể tránh được lắc đầu. Mẹ! Mẹ cho con thêm một ngày nữa. Lâm Khiếu nói xong xoay người đi tìm Hạ Hổ Tử. Ngày hôm sau, hảo huynh đệ Hạ Hổ Tử từ xưởng gạch ngói mượn được máy kéo tay. Dưới sự hỗ trợ của hắn cùng Trần Nhị Ngưu, hơn 2.000 cân lúa mì lắp lên máy kéo. Sau đó, ba người Lâm Khiếu liền lái máy kéo đi huyện Tần Đông. Ở một chợ nông sản vùng ngoại ô, lúa mì bọn họ kéo bởi vì chất lượng không tệ, rất nhanh liền lấy giá 1 hào 2 phân mỗi cân bị tranh mua hết sạch. Người cái này binh không uổng công, đi ra ngoài vài năm đầu óc biến thông minh hơn nhiều. Anh biết không? Lúa mì này bán ở xã Nam Dương chúng ta, có thể cho 9 phần cũng không nhiều lắm. Trần Nhị Ngưu vỗ vai Lâm Khiếu, hắn vui vẻ cười to nói. Lâm Khiếu tỉnh táo nhìn bốn phía, hắn ha hả cười nói. Nhờ có hai vị huynh đệ hỗ trợ, ta mời các ngươi ăn cơm. Uống 2 ngụm đi. Hạ Hổ Tử vội vàng vừa cười vừa nói. Lâm Khiếu không nói gì, hắn lôi kéo hai vị hảo huynh đệ vào ven đường một nhà tiệm cơm nhỏ, sau đó mỗi người muốn một chén mì. Không phải chứ. Ngươi cũng quá keo kiệt, ta cho ngươi mượn xe này có thể mua 2 bao thuốc lá. Hạ Hổ Tử nói xong, hắn còn đánh Lâm Khiếu một quyền. Lâm Khiếu nhìn ngoài cửa, hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta hình như bị theo dõi, cơm nước xong cậu mang tiện lái máy kéo đi trước, tôi và Nhị Ngưu dẫn bọn họ đi. Lâm Khiếu nói xong, liền từ màu xanh lá cây trong túi nhỏ móc ra bán lương thực tiền, sau đó từ dưới bàn đưa cho Hạ Hổ Tử. Hạ Hổ Tử sắc mặt hơi đổi. Hắn vội đem tiền cất tốt, sau đó nhỏ giọng hỏi. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta ngồi xe lửa trở về, trên đường em đừng dừng xe, cứ lái mãi là được. Lâm Khiếu nói xong liền gấp tờ báo trên bàn bỏ vào trong túi nhỏ màu xanh lá cây. Sau khi cơm nước xong, ba người bọn họ cùng đi ra khỏi quán cơm nhỏ, Lâm Khiếu cố ý ôm chặt túi nhỏ màu xanh lá cây. Anh về trước đi, chúng ta đi mua radio. Lâm Khiếu cố ý lớn tiếng nói với Hạ Hổ Tử. Hạ Hổ Tử hiểu ý, hắn cười cười nói. Đồ đạc mang theo, cẩn thận một chút. Hạ Hổ Tử nói xong liền bước nhanh đi. Lâm Khiếu nhìn thoáng qua Trần Nhị Ngưu, bọn họ vừa đi về phía trước, năm sáu nam tử ngồi xổm ven đường liền đứng lên. Mấy người này kiểu tóc quái dị, có tóc dài, còn có đầu trọc. Từ ăn mặc xem, bọn hắn cũng không phải cái gì người tốt. Lâm Khiếu chỉ dùng dư quan nhìn bọn hắn một cái, hắn liền cho những người này hạ định nghĩa này. Trần Nhị Ngưu có vẻ hơi khẩn trương, hắn nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là chạy đi. Tôi có thể nghe người ta nói, nơi này có chút loạn. Đừng sợ. Lát nữa khi động thủ ta dẫn bọn họ đi, ngươi đừng tới đây là được. Lâm Khiếu nói lời này không hề sợ hãi, hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Trần Nhị Ngưu thở dài một hơi nói. Một mình cậu được không? Bọn họ hình như có vài người, nếu mang theo dao, vậy thì phiền toái rồi. Yên tâm, anh có năng lực này, em đi đường lớn, anh vào ngõ nhỏ này. Lâm Khiếu nói xong vội vàng đẩy Trần Nhị Ngưu qua một bên, hắn xoay người đi vào một ngõ nhỏ ven đường. Nơi này hẳn là nhà của một đơn vị nào đó, ngõ nhỏ vừa sâu vừa dài, hơn nữa có thể là giờ làm việc, trong hẻm nhỏ có vẻ cực kỳ yên tĩnh, cơ hồ không có một người ra vào. Lâm Khiếu vừa đi vào hẻm nhỏ, mấy nam tử kia liền đi theo. Thẳng đến khi đi vào trong hẻm nhỏ, không còn đường để đi thì Lâm Khiếu mới ngừng lại. Muốn làm gì? Lâm Khiếu mạnh mẽ xoay người, hắn thanh âm lạnh như băng hỏi. Mấy người này rõ ràng ngẩn ra, đi ở phía trước nhất đầu trọc dùng con mắt nhỏ đánh giá Lâm Khiếu, hắn ha hả cười nói. Ca mấy người gần đây tay nắm chặt, mượn chút tiền dùng thôi. Vậy sao? Tay tôi còn chặt hơn các anh, nếu không các anh cho tôi mượn một chút. Lâm Khiếu nói xong, bỗng nhiên rút một viên gạch từ trên tường rào hẻm nhỏ ra xách vào trong tay. Đầu trọc sắc mặt hơi đổi, hắn cười lạnh nói. Xem ra tiền này ngươi là không muốn mượn. Muốn mượn, nhưng quả thật tôi không có. Lâm Khiếu nói xong, hắn hướng tới đầu trọc tới gần một bước, hắn hận nhất những này không làm mà hưởng gia hỏa. Đầu trọc còn không biết sống chết, hắn chỉ cái túi nhỏ màu xanh lá cây trên lưng Lâm Khiếu nói. Trong túi cậu có, lúc cậu thu tiền, chúng tôi đã theo dõi cậu. Được. Vậy cái túi này cho mọi người. Lâm Khiếu nói xong, thật đúng là đem túi nhỏ ném qua. Đầu trọc nhận được trong tay, hắn có chút cao hứng mở ra nhìn, nhưng bên trong ngoại trừ gấp tốt một tờ báo bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Chó má, ngươi đùa giỡn chúng ta. Phế đi tên hỗn đảng này. Đầu trọc tức giận đến nổi trận lôi đình, trong tay lập tức lấy ra một con dao bấm. Chương 0006 Biến nguy thành an, vì phát tiểu ra mặt. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Nói cho ngươi biết tiểu tử, gia chính là lăn lộn vùng này, ngươi lại dám can đảm khiêu chiến quyền uy của ta, chán sống đi. Đầu trọc cắn răng, hắn mãnh liệt nhào tới, trong tay chủy thủ mang theo kình phong hoa hướng Lâm Khiếu. Lâm Khiếu thân thể chật lóe, viên gạch trong tay từ dưới hướng lên trên quét thẳng tới cầm đầu trọc. Đầu trọc sợ tới mức trục người lại, hắn cuống quýt lui về phía sau một bước. Dừng tay. Anh lăn lộn ở đâu? Ở nông thôn không có khả năng có thân thủ và can đảm tốt như vậy. Đầu trọc lạnh lùng hỏi, lùi lại hai bước. Lâm Khiếu nhếch miệng, vẻ mặt bình thản nói. Muốn đánh thì đau nhanh lên, dù sao tiền cũng không ở trên người tôi. Có dũng khí, một chọi sáu còn bình tĩnh như vậy. Được rồi, già muốn tiền. Đầu trọc mượn sườn núi xuống lừa, hắn nói xong xoay người rời đi. Ngay tại Lâm Khiếu đang cảm thấy kỳ quái lúc, bỗng nhiên từ phía sau hắn đi tới một vị lão nhân. Lão nhân này bộ dáng 60-70 tuổi, bộ dáng gầy gò, ăn mặc có chút chú ý. Người trẻ tuổi làm cái gì không tốt? Đem đánh nhau ẩu đã trở thành nghề nghiệp. Lão nhân đi tới bên cạnh Lâm Khiếu, thanh âm lạnh như băng nói. Không phải, bọn họ cướp tiền của tôi. Lâm Khiếu vội vàng giải thích. Vậy ngươi lại càng không nên hướng nơi này chui, hẳn là đi nơi đông người, còn nữa, mạng so với tiền quan trọng hơn đi. Lão nhân nhướng mày, hắn nói xong liền đánh giá Lâm Khiếu một cái. Lâm Khiếu trong lòng có chút khó chịu, hắn lạnh lùng trả lời. Ta mới không quen bọn họ, ỷ vào nhiều người là có thể làm sằng làm bậy, không làm mà hưởng, ta phải cho bọn họ biết chút lợi hại. Lâm Khiếu nói xong liền bước nhanh ra ngoài ngõ nhỏ, miệng lão nhân há ra, nhưng nói tới cổ họng lại nuốt trở về. Lâm Khiếu vừa ra khỏi hẻm nhỏ, Trần Nhị Ngưu liền bước nhanh chạy tới. Ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết. Trần Nhị Ngưu nói xong, liền kéo Lâm Khiếu qua nhìn toàn thân một lần. Lâm Khiếu ha hả cười nói. Đừng nhìn, không đánh nhau, hẳn là... Lâm Khiếu nói tới đây liền ngừng lại, hắn bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy vừa rồi đầu trọc không có động thủ cũng không phải sợ hắn, mà là thấy được phía sau hắn đi tới lão nhân kia. Chẳng lẽ lão nhân này có thân phận đặc thù gì sao? Trần Nhị Ngưu có chút sợ, hắn thấy Lâm Khiếu nói được một nửa liền ngừng lại, hắn cũng không đuổi theo Lâm Khiếu hỏi nữa, mà lôi kéo Lâm Khiếu đi nhà ga. Từ huyện Tần Đông đến xã Nam Dương có xe lửa đi qua, nhưng xuống xe lửa bọn họ phải đi hơn 20 dặm đường núi mới có thể đến thôn Bán Pha. Đây là một chiếc xe chậm, đến xã Nam Dương nghe nói chỉ có hơn 10 km, cho nên lên xe không bao lâu đã phải xuống xe. Vì tiết kiệm tiền, Lâm Khiếu mang theo Trần Nhị Ngưu từ cửa đông đi 3-4 dặm đường, vòng qua cửa soát vé vào sân ga. Lăn qua lăn lại, chờ xe lửa đến ga Nam Dương thì trời đã tối. Bất quá lúc này hai người rất là cao hứng, bọn họ một đường nói chuyện, thừa bóng đêm trở về Bán Pha thôn. Khi trở lại nhà Lâm Khiếu, hổ tử đã chờ bọn họ, tất cả mọi người rất lo lắng, vừa thấy Lâm Khiếu cùng Trần Nhị Ngưu bình yên trở về, mọi người lúc này mới vừa nói vừa cười. Lưu Tú Chi phi thường cao hứng, tuy rằng việc này làm hữu kinh vô hiểm, nhưng Lâm Khiếu dùng con heo này vì nhà bọn họ quả thật đổi lại không ít tiền. Nàng lập tức đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt bưng lên, hổ tử liền cùng Lâm Khiếu cùng Trần Nhị Ngưu ăn. Cũng ngay khi Lâm Khiếu đang ăn vui vẻ thì bỗng nhiên bóng người lóe lên, chỉ thấy Triệu Ngọc Liên trong thôn đi đến. Đây là một người thành thật, hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì vất vả lâu dài, tóc của nàng đều đã hoa râm. Con trai của Triệu Ngọc Liên là Triệu Cường và Lâm Khiếu là bạn nối khố, ngay khi Triệu Cường 10 tuổi đã mất đi phụ thân của mình, cho nên Triệu Cường trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa tuổi. 2 năm trước hắn đã kết hôn, nhưng sau khi kết hôn hơn 1 năm, hắn bởi vì trộm cắp mà vào tù. Dì? Dì có việc gì? Lâm Khiếu vừa thấy Triệu Ngọc Liên đến, hắn vội vàng nhảy xuống kháng hỏi. Triệu Ngọc Liên vẻ mặt u sầu, nàng nhìn mọi người một cái, bối rối lắc đầu. Lâm Khiếu nhướng mày, hắn vội hỏi. Có phải cậu muốn vay tiền không? Mượn bao nhiêu? Cậu cứ mở miệng là được. Triệu Ngọc Liên vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi theo ta ra ngoài, ta nói cho ngươi một chuyện. Lâm Khiếu vội vàng đáp một tiếng, mang giày vào liền đi theo Triệu Ngọc Liên ra cửa lớn. Đi tới dưới một gốc cây hòe lớn, khi Triệu Ngọc Liên xác định nơi này rất an toàn, nàng mới nhỏ giọng khóc ròng nói. Lâm Khiếu, ngươi cùng Triệu Cường nhà ta là bạn tốt, ngươi là ta nhìn lớn lên, cho nên ngươi phải giúp Triệu Cường. Có chuyện gì vậy gì? Lâm Khiếu vội vàng hỏi. Triệu Ngọc Liên đến gần Lâm Khiếu, sau đó thấp giọng nói bên tai hắn. Vợ Triệu Cường và Lưu Hùng thông đồng với nhau, trước kia bọn họ cõng tôi, nhưng bây giờ vừa đến tối, Lưu Hùng trực tiếp đến nhà tôi, coi tôi như người chết. Cái gì? Thật sự là súc sinh, nhưng việc này ta... Lâm Khiếu tức giận chửi ầm lên, nhưng loại chuyện này hắn làm sao đi quản. Triệu Ngọc Liên thở dài một hơi nói. Ngươi làm khó thì thôi, vì nghĩ theo thôn chúng ta mà nói, Lưu Hùng chỉ sợ ngươi, tìm hắn những người khác vô dụng, huống chi ta mất không nổi người này. Lâm Khiếu nghe Triệu Ngọc Liên nói như vậy, hắn cảm thấy Triệu Ngọc Liên đem chuyện như vậy nói cho hắn, đó là đem hắn trở thành người một nhà. Triệu Cường là bạn nối khố của hắn, cũng là bạn tốt, hắn trộm cắp cũng là do cuộc sống bức bách, vợ hắn làm như vậy, chẳng những đồi phong bại tục làm nhục thể diện Triệu gia bọn họ, có lẽ còn có thể làm cho hôn nhân của bọn họ tan vỡ. Chuyện huynh đệ tốt, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi Triệu Cường bây giờ còn ở trong tù. Dì? Việc này dì ngàn vạn lần không thể nói với bất luận kẻ nào, dì trở về là được rồi, con biết nên làm như thế nào rồi. Lâm Khiếu hạ quyết tâm, hắn đã có chủ ý. Triệu Ngọc Liên vừa nghe, liền xoay người biến mất trong bóng đêm. Lâm Khiếu về đến nhà, Trần Nhị Ngưu và hổ tử đã về nhà. Triệu Ngọc Liên tìm ngươi có chuyện gì? Không phải là chuyện của Triệu Cường chứ? Mẹ quan tâm nhẹ giọng hỏi. Lâm Khiếu. À. Một tiếng nói. Để tôi viết thư cho Triệu Cường, khuyên anh ta cải tạo cho tốt. Triệu Cường đi vào, còn không phải vợ anh ta làm hại, mỗi ngày hết ăn lại nằm, ăn mặc như hồ ly tinh. Lâm Thiến ở một bên lạnh giọng nói. Người mẹ lườm cô một cái rồi nói. Trẻ con biết gì, đi ngủ đi. Lâm Khiếu bỗng nhiên đối với muội muội nói. Ngươi mới lên năm thứ năm, ta hiện tại về nhà, nếu không ngươi tiếp tục đi học đi. Em không, trong nhà nhiều chuyện như vậy, hơn nữa em đã 16 tuổi, còn đi học, vậy còn không mất mặt chết người. Lâm Thiến nói xong liền trở về phòng. Lâm Khiếu cho nửa nhắm mắt giả ngủ ba ba chào hỏi, hắn cũng trở về chính mình tây phòng. Bóng đêm dần dày đặc, trong thôn bán pha yên tĩnh dị thường, trong thôn tối như mực, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Trên tường nhà Triệu Cường ở đầu thôn đông, bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen thân nhẹ như yến rơi vào trong sân, sau đó lẳng lặng nghiêng tai nghe. Bỗng nhiên, trong tây phòng truyền đến tiếng kêu quái dị, hình như là có nữ nhân đang khóc, lại hình như là đang cười. Bóng đen mạnh mẽ đứng dậy, giống như mũi tên hướng tây phòng ốc đánh tới. Chương 0007. Bị buộc rời thôn, trên đường gặp quý nhân. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Theo tiếng răng rắc vang lên, cửa phòng bị đạp ra. Trên khán lập tức truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân. Ngay sau đó, theo tiếng rầm rầm vang lên, đó là tiếng nam nữ bị che trong chăn kêu thảm thiết. Sáng hôm sau khi Lâm Khiếu còn đang ngủ thì Trần Nhị Ngưu tới. Hắn thấp giọng nói bên tai Lâm Khiếu. Nghe người ta nói, tối hôm qua Lưu Hùng bị người ta đánh, hình như là từ nhà Triệu Cường bị người ta khiêng ra, lúc này mặt mũi Lưu Phúc Đường mất hết rồi. Vậy sao? Con trai bị đánh, Lưu Phúc Đường mặc kệ. Lâm Khiếu nói xong liền bắt đầu mặc quần áo. Trần Nhị Ngưu ha hả cười nói. Chuyện mất mặt như vậy hắn còn không biết xấu hổ quản. Người nhà bọn họ thích làm chuyện mất mặt, nhưng ngoại trừ Lưu Thanh Thanh. Lâm Khiếu nói xong mặc quần áo vào, hắn vừa nhảy xuống khán, chỉ thấy Lưu Thanh Thanh thần sắc kích động đi vào. Thật đúng là nói Tào Tháo liền đến. Trần Nhị Ngưu xấu xa cười một tiếng, hắn vội vàng xoay người rời đi. Sao cậu còn chưa đi làm? Lâm Khiếu có chút ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi. Lưu Thanh Thanh thở dài một hơi nói. Các ngươi đều nháo thành như vậy, ta làm sao có thể an tâm đi làm? Nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi tuy rằng đã thương tam ca ta, còn làm cho nhà ta bồi thường tiền, nhưng ba ta theo trong lòng không phục. Mẹ tôi dắt chó đến nháo, còn có buổi tối nhị ca tôi tới tìm anh, đều là ba tôi an bài, may mắn không có xảy ra chuyện gì lớn. Tối hôm qua anh ba tôi bị người ta hành hung ở nhà Triệu Cường, ba tôi đoán chính là anh, việc này ngoài sáng ông ấy không dám tìm anh, nhưng trong tối còn có thể hạ độc thủ. Ngươi cũng biết, đám người Lưu gia chúng ta có thể toàn bộ nghe theo hắn, các ngươi còn tiếp tục đấu như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra đại sự, nghe ta một câu khuyên nhủ, tạm thời rời khỏi bán pha thôn, bằng bản lĩnh của ngươi, ở bên ngoài vẫn có thể trở nên nổi bật như thường. Có thể duỗi có thể khúc mới là rồng, chỉ duỗi không khúc đó là trùng. Lưu Thanh Thanh một hơi nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi, dù sao quan hệ hai nhà bọn họ là như vậy, nàng thật đúng là không thích hợp chạy về phía nhà Lâm Khiếu. Lâm Khiếu lâm vào trầm tư, Lưu Thanh Thanh nói không sai, hơn nữa phi thường có lý. Con trai, Lưu cô nương nói rất đúng, mẹ và ba con đều nghe được, con ra ngoài tránh có lẽ sẽ qua, trong nhà con yên tâm đi. Bỗng nhiên Lưu Tú Chi đi vào nói. Lâm Khiếu nhìn bộ dáng lo lắng của mẹ, hắn liền cắn răng nói. Được rồi. Con lên thị trấn tìm việc làm. Vừa trở về lại muốn rời đi, người trong nhà cùng hai hảo huynh đệ tuy nói không nỡ, nhưng mọi người đồng dạng cho rằng, Lâm Khiếu chỉ cần ở trong thôn, Lưu gia khẳng định sẽ không bỏ qua. Rời đi chỉ là tạm thời, cũng là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản thu thập xong hành lý, vì không để cho người trong thôn nhìn thấy, Lâm Khiếu lựa chọn ban đêm rời đi. Đỉnh đầy trời tinh đấu, đi ở đen kịt trên đường núi, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến vài tiếng sói kêu, nhưng Lâm Khiếu một chút cũng không sợ. Nghị lực kiên cường luyện được ở bộ đội chống đỡ hắn một đường đi gấp, từ hơn 3 giờ đêm rời khỏi thôn, đi thẳng đến khi trời sáng, Lâm Khiếu đã chạy tới huyện Tần Đông. Nhìn nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này, trong lòng Lâm Khiếu thật đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói quen thuộc, đó là hắn ở chỗ này học qua 2 năm trung học phổ thông, có nhiều chỗ hắn vẫn tương đối quen thuộc. Muốn nói xa lạ, hắn dù sao rời đi nơi này có hơn 4 năm thời gian, nơi này nhiều ít vẫn là có chút biến hóa. Tìm việc gì để làm đây? Trong lòng Lâm Khiếu bắt đầu khó khăn. Nhà xưởng thị trấn quả thật không ít, nhưng tất cả đều là đơn vị quốc doanh, cho dù hắn không cần tiền làm việc, người ta cũng sẽ không cần hắn. Ngay khi Lâm Khiếu lưng đeo hành lý nhìn đông nhìn tây, có chút không biết làm sao, bỗng nhiên có người chắn ở trước mặt hắn. À, thật đúng là ngươi à, tìm việc làm. Lâm Khiếu hơi kinh hãi, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chắn ở trước mặt hắn dĩ nhiên là trong hẻm nhỏ đụng phải vị lão nhân kia. Lâm Khiếu nhìn lão nhân, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, ngày đó hắn rất kiên cường. Như thế nào? 2-3 ngày không gặp đã không nhận ra. Giới thiệu cho cậu một chút, bản thân Hoàng Văn Binh, nếu như tôi đoán không sai, cậu hẳn là một cựu chiến binh. Lão nhân nói xong liền ha hả cười. Lâm Khiếu có loại tha hương gặp cố tri cảm giác, hắn vội cười nói. Hoàng lão tiên sinh hảo, ngày đó thái độ của ta. Cái gì Hoàng lão tiên sinh, sau này gọi ta là lão Hoàng là được rồi. Ngày đó ta là sợ ngươi chịu thiệt, cho nên mới nói như vậy. Được rồi. Không nói những lời này nữa, theo tôi đi ăn bát mì. Lão Hoàng nói xong, liền đưa tay kéo Lâm Khiếu vào quán cơm nhỏ ven đường. Hai món ăn sáng, mỗi người một tô mì. Dân dĩ thực vi thiên, trước đem bụng vàng xếp xuống, hết thảy đều dễ làm, không có hỏa diệm sơn nào không qua được. Lão Hoàng nhìn ra tâm sự của Lâm Khiếu, hắn cười đưa đũa cho Lâm Khiếu. Đi đường hơn nửa đêm, khoan hãy nói thật có chút đói bụng. Mặc kệ, ăn no trước rồi nói sau. Lâm Khiếu bưng bát lên liền ăn, có thể nói là gió cuốn mây tan giết chết một bát mì. Thêm một chén nữa. Lão Hoàng nhìn Lâm Khiếu, hắn có chút vui vẻ hỏi. Kỳ thật Lâm Khiếu còn muốn ăn, quán cơm một chén mì hắn thật đúng là ăn không đủ no, hơn nữa đi đường xa như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới bọn họ bèo nước gặp nhau, không hề có nguyên do liền cùng người ta ăn cơm, tiền cơm này nếu hắn móc ra, có chút nhiều. Lâm Khiếu nghĩ tới đây, hắn vội lắc đầu nói. Không cần, ăn no rồi. Được rồi, ta cũng tuổi trẻ qua, giống như ngươi tuổi như vậy, ta một bữa có thể ăn 3-4 bát, nói khác là 2 bát. Ăn đi, bữa này tôi mời. Lão Hoàng cười lớn lại gọi cho Lâm Khiếu một bát mì. Chờ 2 bát mì xuống bụng, Lâm Khiếu lúc này mới ngượng ngùng cười cười. Giữa chúng ta cũng không quen thuộc, nhưng người đối với ta như vậy, làm cho ta có chút. Chuyện xảy ra ngày đó ta ở trong tiểu viện nhìn lén rõ ràng, ta rất tán thưởng ngươi, đúng là một hán tử. Mặt khác, ta cũng từng tham gia quân ngũ, còn từng ra chiến trường, ta liền thích nam tử hán có tâm huyết như ngươi. Lý do cũng đủ rồi. Lão Hoàng nhắc lời Lâm Khiếu, hắn cười ha ha nói. Lâm Khiếu không nghĩ tới Lão Hoàng cũng xuất thân quân nhân, khó trách hắn luôn cảm thấy trên người Lão Hoàng có thứ gì đó quen thuộc. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm thấy kỳ quái, trên đời này người tốt vẫn là chiếm đa số. Kỳ thật tôi đi theo cậu một đoạn đường dài, nhìn cậu cũng không có nơi nào để đi, nếu không như vậy, tôi liên lạc với cậu một công việc, bất quá hơi mệt, tiền lương cũng không cao. Lão Hoàng vô cùng thống khoái, hai câu liền nói vào trong lòng Lâm Khiếu. Lâm Khiếu vừa nghe, hắn có chút kích động nói. Mệt ta không sợ, ta xuất thân nông thôn, lại ở bộ đội rèn luyện hơn 4 năm, có thể nói khổ gì ta cũng có thể chịu. Vậy là tốt rồi, trước tiên tìm một chỗ đặt chân, sau đó từ từ sẽ đến, là vàng để chỗ nào cũng sẽ phát sáng. Lão Hoàng nói xong liền lấy giấy và bút ra, hắn viết một tờ giấy. Buổi sáng còn đang rầu rĩ vì chuyện tìm việc làm, mà buổi chiều, Lâm Khiếu dựa vào tờ giấy Lão Hoàng đưa cho hắn, hắn đã thuận lợi trở thành một công nhân tạm thời của thành phố. Ký túc xá của công nhân tạm thời là một gian phòng lớn, 2 dãy giường lớn ước chừng có 30 mấy người ở. Giường của Lâm Khiếu ở góc tường, ngay khi hắn đang dọn dẹp trải giường, bỗng nhiên có người vỗ vai hắn một cái nói. Mới tới. Lấy chậu nước rửa chân cho lão tử. Chương 0008. Có thể nhìn được thì nhìn, nhìn không được thì làm. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Lâm Khiếu trong lòng giận dữ, hắn mạnh mẽ xoay người lại. Ở phía sau hắn đứng một cái tuổi chừng 28 tuổi, để lại đầu đầy tóc dài nam tử, người này dáng người thấp béo, mặc một thân lúc ấy rất hiếm thấy quần áo cao bồi. Ngươi là ai a? Lâm Khiếu hai mắt nhìn chằm chằm nam tử này, trên mặt hắn không hề sợ hãi. Ta là Đông Ca, lão đại nơi này, như thế nào? Tiểu tử ngươi không phục. Nam nhân tóc dài nổi giận, Hắn nói xong liền đưa tay tới, dùng hai ngón đâm hai cái vào ngực Lâm Khiếu. Động tác này mang theo khiêu khích rất mạnh, nếu là bình thường, Lâm Khiếu đã sớm ra tay, nhưng lần này hắn không có. Công việc này tới không dễ dàng, nếu không phải lão hoàng người ta ra mặt hỗ trợ, nói không chừng lúc này hắn còn đeo hành lý đi dạo khắp đường cái. Lưu Thanh Thanh nói rất đúng, nam tử đại trượng phu hẳn là có được giảng được, hắn vì công việc này mà phải nhìn xuống. Hắn là mới tới gọi Lâm Khiếu, vị này là Trần Tiểu Đông, tất cả mọi người gọi hắn Đông ca, chúng ta chỗ này lão đại, ngươi vừa tới, lấy nước rửa chân là nên. Lão Từ ở cửa hàng bên cạnh Lâm Khiếu lập tức đi tới vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới Trần Tiểu Đông lại đem sắc mặt biến đổi quát. Cút đi. Ngươi con mẹ nó liền ngươi nói nhiều, có phải hay không da lại ngứa rồi? Không phải, công trưởng nhường. Lão Từ còn muốn giải thích, nhưng Trần Tiểu Đông lại đá hắn một cước. Lão Từ sợ tới mức cuốn quýt thân thể chật lóe, sau đó lui sang một bên. Lâm Khiếu đè xuống lửa giận trong lòng, hắn thản nhiên cười nói. Được. Ta đi lấy nước rửa chân cho ngươi, chậu của ngươi đâu? Dùng cái chậu rửa mặt mới này. Trần Tiểu Đông nói lời này cố ý trừng mắt nhìn Lâm Khiếu, bởi vì hắn nhìn ra trong lòng Lâm Khiếu không phục. Lâm Khiếu do dự một chút, nhưng hắn vẫn là khom lưng cầm lấy dưới giường mình mới mua chậu rửa mặt đi thủy phòng. Chờ Lâm Khiếu múc nước xong trở về, Trần Tiểu Đông đã ngồi ở trên giường hắn, bên cạnh còn đứng hai nam tử tóc dài, từ ăn mặc vừa nhìn, liền biết bọn họ tất cả đều là người thành phố. Trần Tiểu Đông hai ngón tay kẹp thuốc lá có miệng lọc, hắn một bên hút mây nhã sương, một bên hướng Lâm Khiếu nói. Đem chân thuận tiện rửa cho ta. Trần Tiểu Đông một tiếng này làm cho ký túc xá nhóm công nhân cơ hồ toàn bộ hướng bên này nhìn lại đây, có chút to gan, còn lại gần xem náo nhiệt. Lửa giận trong lòng Lâm Khiếu lần nữa bốc lên, lúc hắn ở bộ đội, quả thật đã cho lão binh nước rửa chân, nhưng chuyện rửa chân cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra trên người hắn. Cái này Trần Tiểu Đông tính là vật gì, để cho hắn đánh nước rửa chân cũng thì thôi, còn để cho hắn rửa chân, quả thực là khinh người quá đáng. Hắn thật muốn đổ một chậu nước rửa chân lên đầu tên này, nhưng hắn không muốn mất đi công việc này, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, hắn phải nhẫn nhịn một chút. Lâm Khiếu đem nước rửa chân trong tay đặt ở dưới chân Trần Tiểu Đông, Trần Tiểu Đông thật đúng là cho rằng Lâm Khiếu muốn rửa chân cho hắn, tên này đem chân thối mang giày da đưa tới. Ngay khi mọi người trừng to mắt nhìn Lâm Khiếu lại đứng lên. Ngươi có hai tay, hay là tự mình tắm đi? Lâm Khiếu căm tức nhìn Trần Tiểu Đông, giọng hắn lúc này lạnh như băng. Đi chết đi! Trần Tiểu Đông giận dữ, hắn chụp mũ bảo hiểm ném lên đầu Lâm Khiếu. Lâm Khiếu không có trốn, chỉ nghe bóp một tiếng, Trần Tiểu Đông trong tay mũ bảo hiểm liền nện vào Lâm Khiếu trên đầu. Mọi người vây xem bị dọa kinh hô một mảnh, một luồng máu tươi trong nháy mắt từ trán Lâm Khiếu chảy xuống. Lâm Khiếu bất động, hai mắt trừng Trần Tiểu Đông. Trần Tiểu Đông cũng có chút sợ, nhất thời có chút không biết làm sao. Làm gì vậy? Nào có đùa giỡn như vậy? Lão Từ chạy tới, hắn vội vàng kéo Lâm Khiếu trở về. Trần Tiểu Đông mượn sườn núi xuống lừa, hắn một cước đá ngã chậu rửa mặt trên mặt đất, sau đó lạnh lùng cười nói. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm gì, đến nơi này, ngươi phải nghe lời lão tử, nếu không sẽ dễ chịu cho ngươi. Trần Tiểu Đông phát xong dâm uy, xoay người bước đi, cái kia hai cái lông dài nhanh chóng đi theo. Ngươi người này như thế nào chết đầu óc? Vừa rồi trốn một chút, việc này không phải đã qua rồi sao? Ngươi không biết, mấy người trưởng phòng hàng hóa này cũng không có cách nào lấy bọn họ. Nghe người ta nói, cha mẹ người ta là lãnh đạo huyện, bọn họ đến đây chỉ là quá độ một chút, để từ công nhân tạm thời chuyển sang chính thức. Lão Từ một bên khuyên bảo Lâm Khiếu, một bên còn muốn cho hắn xem vết thương trên đầu. Lâm Khiếu cười cười nói. Không cần nhìn, vết thương ngoài da mà thôi. Anh Từ là người già ở đây. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Lão Từ thở dài một hơi nói. Làm 5-6 năm rồi, một không giỏi một nghề, hai không có bối cảnh gia đình, cũng sắp 40 tuổi rồi, còn là công nhân tạm thời. Từ từ sẽ đến. Có lẽ sắp rồi. Lâm Khiếu nói xong, hắn nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống. Trận này đánh hắn tuyệt đối không thể uổng công, để cho loại người này hoành hành bá đạo, trừ phi hắn Lâm Khiếu là người chết. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ trời tối xuống, Lâm Khiếu mượn đi về đúc xê danh nghĩa liền đi ra ký túc xá. Cửa chính của thành phố có một cây hòe lớn, bởi vì cành lá tươi tốt, cho nên dưới tàn cây một mảnh tối tăm. Lâm Khiếu đi tới, hắn liền trốn ở sau cây. Trần Tiểu Đông bọn hắn hẳn là đi ra ngoài chơi, đến lúc ngủ cũng nên trở về a. Lâm Khiếu nhẫn nại chờ đợi, nhưng không có bóng dáng của tên này. Thẳng đến canh cửa lão đầu khóa lại đại cửa sắt lúc, theo tiếng huýt sáo, Trần Tiểu Đông mang theo mặt khác hai cái lông dài trở lại. Đi tới trước cửa sắt, tên này nhấc chân liền đá, lão đầu trong cửa lão đảo vội vàng chạy ra, thay ba người này mở ra một cánh cửa nhỏ bên cạnh. Lão bất tử khóa sớm như vậy làm gì? Trần Tiểu Đông tức giận mắng lão đầu. Ông lão trong cửa thở dài một hơi nói. Đã 12 giờ rồi, nếu tôi không khóa cửa lãnh đạo lại mắng. Lãnh đạo chó má, tôi chính là lãnh đạo của anh, sau này nhớ kỹ. Trần Tiểu Đông nói xong liền cười to một tiếng, sau đó nghênh ngang rời đi. Lâm Khiếu lặng lẽ từ sau cây đi ra, hắn vội vàng đi theo sau ba tên này. Quả nhiên, Lâm Khiếu đoán không sai, Trần Tiểu Đông bọn họ đầu tiên là đi vào tiểu viện trong góc nam sinh nhà vệ sinh công cộng. Vừa thấy cơ hội tới, Lâm Khiếu liền hai bước nhảy vào. Đến giờ này rồi, trong nhà vệ sinh công cộng cũng không có ai khác. Trần Tiểu Đông bọn họ vừa xong việc xoay người lại, bọn họ liền nhìn thấy Lâm Khiếu hướng hắn đi tới. Trần Tiểu Đông vừa nhìn thấy Lâm Khiếu, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Đồ chó chết! Không đợi Trần Tiểu Đông mắng xong, Lâm Khiếu đã bay lên một cước. Theo một tiếng rên rỉ, thân thể Trần Tiểu Đông liền bay ra ngoài, đụng vào vách tường bắn ngược lại rồi quỳ rạp trên mặt đất. Đi theo Trần Tiểu Đông hai cái lông dài quá sợ hãi, bọn họ hoảng loạn kêu, sau đó hướng về Lâm Khiếu vây tới. Lâm Khiếu một cái ngoắt quyền, lông dài bên trái né tránh không kịp, nắm đấm của Lâm Khiếu đã quét ở trên quai hàm của hắn, theo một tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn bị đánh hướng không trung vặn một cái, sau đó bóp một tiếng rơi trên mặt đất. Một người khác còn chưa tới trước người Lâm Khiếu, chỉ thấy thân thể Lâm Khiếu xoay tại chỗ, hắn một khuỷu tay liền đụng tới. Con hàng này bị đụng thân thể bay ra ngoài, đặt mông ngồi ở trong máng nước tiểu. Cái tay này đánh ta. Lâm Khiếu đi tới trước người Trần Tiểu Đông, xoay tay phải của hắn. À. Đừng, vặn nữa là gãy rồi, ta phục rồi. Về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta. Trần Tiểu Đông kêu thảm thiết, không còn khí phách lối. Chương 0009. Có người vì hắn ra mặt, gặp được Lưu Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Mặt trời từ từ mọc lên, quảng trường huyện Tần Đông theo tiếng người, còn có tiếng máy móc xa xa, chậm rãi náo nhiệt hẳn lên. Lâm Khiếu bọn họ những công nhân tạm thời này, bị một chiếc xe tải lớn kéo đến xưởng dệt xây ký túc xá công nhân viên chức. Bởi vì là ngày đầu tiên đi làm, cho nên dưới sự sắp xếp của tổ trưởng lão Từ Lai dẫn Lâm Khiếu, công việc của bọn họ tương đối đơn giản, nhưng tất cả đều là công việc khá nặng nhọc. Chuyển gạch, chuyển xi măng, dỡ thép, dù sao cũng là việc vặt vãnh lộn xộn bọn họ đều phải làm. Lâm Khiếu càng chịu khó, những người được gọi là công nhân lớn, công nhân chính thức, lại càng thích gọi Lâm Khiếu, một hồi gọi hắn lên xe tải dỡ xi măng xuống, một hồi lại đi dỡ cát. Tóm lại là việc nặng nhất đều để cho hắn làm, hơn nữa còn không để cho hắn nhàn rỗi. Lão Từ nhìn không nổi nữa, hắn ra mặt thay Lâm Khiếu nói hai câu, không nghĩ tới lại đưa tới tổ trưởng mắng chửi một trận. Buổi sáng vì tiết kiệm tiền, Lâm Khiếu chỉ ăn hai cái bánh bao ở căng tin, sức lực nặng nề như thế rất nhanh khiến bụng hắn kêu ùng ục. Kiên trì đến 11 giờ, hắn thật đúng là có chút kiên trì không nổi. Ngay khi Lâm Khiếu vừa tìm cơ hội đứng xuống nghỉ ngơi, Ngưu tổ trưởng đi tới. Đây là một cái hơn 30 tuổi, mỏ khỉ quai nón da hỏa, hắn ỷ vào chính mình là chính thức công, đối với những này tạm thời công phi thường hà khắc. Ngày đầu tiên đi làm đã không hiểu chuyện như vậy. Phải có ánh mắt, đừng luôn nghĩ lười biếng. Đi, đem xi măng vừa kéo tới dỡ xuống, dỡ không xong không được tan tầm. Lâm Khiếu vừa nghe, lửa giận không khỏi bốc lên. Hôm nay tôi đã dỡ mấy xe rồi, thật sự dỡ không nổi, nếu không buổi chiều tôi dỡ. Lâm Khiếu đem lửa giận lần nữa đè xuống, hắn tận lực làm cho mình tâm bình khí hòa nói. Nhưng điều khiến Lâm Khiếu không ngờ tới chính là Ngưu tổ trưởng lại lạnh lùng cười nói. Không được. Làm không được thì cút đi, thành phố Nhị Kiến không thiếu công nhân tạm thời làm việc. Bất cận nhân tình như thế, còn coi hắn là gia súc sai khiến, Lâm Khiếu không khỏi nắm chặt hai quyền. Nói cho ngươi biết, đến nơi này làm việc ngươi phải nghe lời ta, trừ phi ngươi có hậu trường, bằng không ngươi liền buông xuống ngươi cái này thân ngạo cốt, giống như lão ngưu đồng dạng hảo hảo làm việc, ngoan ngoãn nghe lời. Ngưu tổ trưởng nói xong, còn có chút khiêu khích vỗ nhẹ lên mặt Lâm Khiếu hai cái. Ngay tại Lâm Khiếu đang muốn nhìn không được sắp bộc phát lúc, bỗng nhiên bóng người chợt lóe, Trần Tiểu Đông đi tới. Ngươi thật đúng là ngưu tính, dám đối với lão đại của ta nói như vậy, vậy trong mắt của ngươi liền không có ta Trần Tiểu Đông người này. Trần Tiểu Đông trong miệng ngậm thuốc lá, hắn có điểm hào hoành dùng bụng đỉnh một chút ngưu tổ trưởng. Ngưu tổ trưởng nhếch miệng, hắn vội lui về phía sau một bước. Đừng hồ nháo, cả buổi sáng cũng không thấy bóng dáng ba người các ngươi, việc này ngươi cũng đừng quản, dù sao cũng phải có người làm việc đi. Ngưu tổ trưởng khi nói lời này có chút khiếp đảm, thanh âm trở nên cực nhỏ. Nhưng Trần Tiểu Đông lại không ăn bộ dạng này của hắn, hắn lạnh giọng mắng. Thả mẹ mày chó má, lão tử vẫn đi theo công trưởng làm việc, nếu mày không tin, chúng ta đi hỏi công trưởng. Được, là ta mắt mù được rồi. Vậy việc này ngươi đừng quản. Ngưu tổ trưởng sắc mặt hơi đổi, hắn ở trước mặt Lâm Khiếu cực kỳ ngượng ngùng nói. Trần Tiểu Đông trừng mắt nói. Ngươi chẳng những mù còn điếc, ta nói Lâm Khiếu là lão đại của ta, việc của hắn ta để ta làm, ngươi tìm hắn phiền toái, đừng trách ta không khách khí. Cái gì? Ngưu tổ trưởng con mắt trừng được so trứng gà còn muốn lớn hơn, bởi vì cái này Trần Tiểu Đông từ khi đi làm liền không thấy hắn làm việc, hắn hôm nay còn muốn thay Lâm Khiếu làm việc, mặt trời này là từ phía Tây đi ra sao? Mặt khác, Ngưu tổ trưởng có chút không hiểu nổi chính là, Lâm Khiếu mới tới này làm sao lại trở thành lão đại của Trần Tiểu Đông, chẳng lẽ Lâm Khiếu có bối cảnh thần bí không thể cho ai biết? Ngay khi Ngưu tổ trưởng đang vì chuyện này mà hao tâm tổn trí, Trần Tiểu Đông đã gọi hơn 10 công nhân tạm thời tới, bọn họ đồng loạt xông lên, một xe xi măng chỉ chốc lát sau đã dỡ xong. Lâm Khiếu nhìn Trần Tiểu Đông chỉ huy mọi người dỡ xi măng bộ dáng, hắn bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy cái này Trần Tiểu Đông là hỗn đảng một chút, nhưng cũng không phải không có thuốc có thể cứu. Buổi trưa, công nhân xây dựng thành phố ăn cơm ở căng tin nhà máy dệt, mọi người đã sớm mua xong phiếu cơm, nhưng Lâm Khiếu vừa tới, hắn không có. Cho. Dùng của tôi về nhà ăn. Ngay khi Lâm Khiếu đang gặp khó khăn vì chuyện phiếu cơm, Trần Tiểu Đông đi tới, hắn nhét một xấp phiếu cơm vào trong tay Lâm Khiếu, sau đó tiêu sái hất mái tóc dài của hắn một cái, xoay người nhanh chóng rời đi. Lão từ một bên chạy tới, hắn có chút khó hiểu hỏi. Trần Tiểu Đông xảy ra chuyện gì? Sao ta càng ngày càng xem không hiểu? Ngươi xem không hiểu là đúng rồi, đi ăn cơm đi. Lâm Khiếu vui vẻ cười, hắn cầm bát đi đến căng tin công nhân viên chức của xưởng dệt. Bởi vì chính là thời gian dùng cơm, trong căng tin tất cả đều là nữ công nhân viên chức mặc áo blue màu trắng, đầu đội mũ trắng. Lâm Khiếu bọn họ những người này vừa đi vào, cảm giác căng tin phong cách đại biến, bọn họ tất cả đều là thuần một sắc thảo lão gia cát, hơn nữa trên người mỗi người đều rất bẩn. Lại nhìn những nữ công nhân viên chức này, người ta mặc áo blue trắng rất sạch sẽ, hơn nữa rất nhiều đều là tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Lâm Khiếu vừa đi vào liền cảm thấy kém cỏi, vì thế hắn không có chen đến phía trước đi mua cơm, mà là tìm một vị trí ngồi xuống trước. Cậu ăn cơm tôi mua trước đi, sáng nay tôi thấy cậu chưa từng rảnh rỗi, mệt muốn chết rồi. Theo thanh âm, một nữ tử mặc áo blue trắng ngồi ở trước mặt Lâm Khiếu, nàng còn đem hộp cơm trong tay đẩy tới. Lâm Khiếu hơi kinh hãi, hắn vội vàng chăm chú nhìn. À, Lưu Thanh Thanh. Sao lại là ngươi? Lâm Khiếu có chút kích động, ở địa phương như vậy có thể gặp được người quen, hơn nữa còn là Lưu Thanh Thanh, điều này làm cho hắn quả thật cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Thanh Thanh ngọt ngào cười nói. Các ngươi làm việc địa phương ngay tại chúng ta phân xưởng bên cạnh, ta ở lầu 2, cho nên ngươi hôm nay vừa đến ta liền nhìn thấy ngươi. Cho ngươi làm công việc như vậy khuất tài đi. Nhưng tốt hơn là làm nông ở nhà. Lâm Khiếu có chút ngượng ngùng lắc đầu nói. Tôi cảm thấy rất tốt, hơn nữa tôi là một người xuất ngũ, có thể có tài năng gì? Không. Tôi cảm thấy anh rất có đầu óc kinh doanh, hẳn là từng làm hộ gia đình, bán thịt heo chính là ví dụ tốt nhất. Lúc Lưu Thanh Thanh nói lời này, nàng đối với Lâm Khiếu là vẻ mặt tin phục. Kỳ thật Lâm Khiếu cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng vấn đề mấu chốt là hắn không có tiền. À, ở đây làm trước rồi nói sau. Anh ăn, tôi đi mua cơm. Lâm Khiếu nói xong cuống quýt đứng lên. Nhưng động tác của chàng không nhanh bằng Lưu Thanh Thanh, bát chàng đặt trên bàn đã bị Lưu Thanh Thanh đoạt lấy. Ngươi ăn trước đi, lạnh sẽ không ngon, ta đi đánh, nơi này ta quen thuộc hơn ngươi. Lưu Thanh Thanh nói xong, liền vặn vẹo thân thể xinh đẹp rời đi. Lâm Khiếu thật sự không chịu nổi, hắn vội vàng mở hộp cơm ra nhìn, vẫn là thịt thái lát xào cải trắng, phía dưới phủ cơm trắng. Cái này để cho mình đi đánh, khẳng định lại là khoai tây thêm bánh bao. Mặc kệ, trước đem bụng ổn định lại rồi nói sau. Cầm đũa lên làm, Lâm Khiếu điên cuồng ăn khiến mấy nữ công nhân xung quanh che miệng cười không ngừng. Chờ Lưu Thanh Thanh mua cơm trở về, Lâm Khiếu đã đem hộp cơm không đặt ở bên cạnh. Buổi tối cậu cũng ăn ở nhà ăn của chúng tôi nghe nói thức ăn ở đây tốt hơn so với nhà hàng hai, hơn nữa còn rẻ hơn. Lưu Thanh Thanh nói xong, nàng liền bắt đầu ăn. Lâm Khiếu nhìn Lưu Thanh Thanh trong bát, hắn có chút xấu hổ cười nói. Ngươi không có cho mình ăn thịt đồ ăn. Thịt là anh đặc biệt làm cho em, anh ăn chay, ăn thịt sẽ béo. Lưu Thanh Thanh nói xong, lại cười vui vẻ với Lâm Khiếu. Chương 0010. Bồi Lưu Thanh Thanh dạo phố gặp được nàng nhị ca. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Trong lòng Lâm Khiếu âm thầm dâng lên một cỗ ấm áp, hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được tâm tư Lưu Thanh Thanh đối với hắn. Nhưng hai nhà bọn họ kết thù sâu như vậy, hai người bọn họ lại thân cận như vậy, tương lai sẽ có kết quả tốt sao? Một cái thật to dấu chấm hỏi treo ở trong lòng của hắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình có nên đáp ứng Lưu Thanh Thanh yêu cầu này hay không. Nhìn Lâm Khiếu ngẩn người không nói lời nào, Lưu Thanh Thanh liền lạnh lùng cười nói. Ngươi sợ cái gì? Từ lúc lên trung học cơ sở, Lâm Khiếu ngươi ở trong lòng ta chính là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Thế nào? Cũng bởi vì chút chuyện rách nát giữa nhà ta và nhà ngươi, ngươi cũng không dám tiếp xúc với Lưu Thanh Thanh ta. Đây hình như không phải tính cách của Lâm Khiếu ngươi. Lâm Khiếu có vẻ xấu hổ cười nói. Cậu đừng nói nữa, buổi tối tôi sẽ ăn cơm ở căng tin của các cậu. Cái này còn kém không nhiều lắm. Lưu Thanh Thanh nói xong, lại ngọt ngào cười. Buổi chiều đi làm, hướng gió đại biến, không có ai lại đối với Lâm Khiếu gọi tới gọi lui, có thể là Ngưu tổ trưởng đối mọi người nói cái gì. Cứ như vậy, ngược lại để cho Lâm Khiếu cảm thấy không được tự nhiên, hắn làm việc còn phải chính mình chủ động tìm lấy làm, nếu không hắn liền thành người rảnh rỗi một cái. Cũng may Lâm Khiếu có tự mình hiểu lấy, hắn tận lực không để cho mình nhàn rỗi, dù sao là chỗ nào cần nhân thủ, hắn liền cái thứ nhất xông lên. Chậm rãi, cùng mọi người ở chung quen thuộc, một buổi chiều cứ như vậy vui vẻ trôi qua. Tan tầm lúc, xe tải lớn tới đón bọn họ, Lâm Khiếu cho lão từ chào hỏi, nói hắn muốn đi nhà ăn của xưởng dệt vải ăn cơm, buổi tối sẽ tự mình đi trở về. Mọi người vừa nghe, liền lập tức ồn ào, bởi vì buổi trưa Lâm Khiếu cùng Lưu Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ ăn cơm bị đám công nhân bọn họ thấy được. Ngưu tổ trưởng nhìn Lâm Khiếu cười rời đi, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra tiểu tử này quả thật có chút lai lịch, về sau hắn phải cẩn thận một chút. Người vào người ra trong căng tin nhà máy dệt, có vẻ vô cùng náo nhiệt, bất quá khi Lâm Khiếu mặc một thân quần áo mang đất đi vào, chính hắn cũng cảm thấy có chút không hợp nhau. Bên này, Lưu Thanh Thanh đứng lên, nàng vừa hô vừa vẫy tay với Lâm Khiếu. Lâm Khiếu đi tới, liền ngồi xuống trước mặt Lưu Thanh Thanh. Trên bàn đã đặt xong hai hộp cơm sắt, bên trong đựng hai món ăn một mặn một chay, trên nắp hộp cơm bên cạnh còn đặt 5 cái bánh bao lớn trắng như tuyết. Sau này cậu cứ tới ăn cơm là được, không cần mang bát nữa, còn có cậu vừa đi làm, chuyện phiếu cơm cậu cũng không cần quan tâm. Lưu Thanh Thanh nói xong, liền cầm một cái bánh bao lớn đưa tới. Lâm Khiếu nhận lấy bánh bao ăn một miếng, sau đó lấy phiếu cơm Trần Tiểu Đông đưa cho hắn nói. Nhân viên cho tôi mượn một chút. Trả về. Cơm nước xong cùng tôi đi dạo phố. Lưu Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác lời này của nàng chính là mệnh lệnh. Lâm Khiếu ha hả cười nói. Ta xem hay là thôi đi. Ngươi xem ta ăn mặc như vậy, ở chỗ này ăn cơm người ta đều xem, đi ở trên đường cái chẳng phải là càng thêm mất ngươi người. Lao động vinh quang, lại không trộm không cướp, ai thích nhìn, liền để cho bọn họ nhìn đi. Lưu Thanh Thanh nói tới đây, nàng nhìn không được lại nở nụ cười. Mặt trời chiều treo trên đỉnh núi, ánh chiều tà phóng xạ ra hào quang mỹ lệ. Giữa đường cái huyện Tần Đông, Lâm Khiếu và Lưu Thanh Thanh sóng vai đi cùng một chỗ, bọn họ vừa nói vừa cười. Người qua đường đối với bọn họ quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bởi vì hai người này ăn mặc thật sự không hợp. Trên người Lưu Thanh Thanh là áo sơ mi màu đỏ sậm, dưới thân là quần jean thời thượng nhất, trên chân vẫn là một đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc đen nhánh của cô cởi ra, xõa tung khoác lên đầu vai, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô, còn có dáng người anh không cao không thấp, hơn nữa còn đặc biệt có hình dáng, cô thật đúng là giống một ngôi sao điện ảnh. Lại nhìn Lâm Khiếu, mặt vừa cũ vừa bẩn, mồ hôi trên quần áo lộ ra ngoài, còn có rỉ sắt khi khiêng thép. Người qua đường có thể vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, hai người này làm sao có thể đi cùng một chỗ. Theo sắc trời chậm rãi biến tối, chợ đêm đường cái số 2 đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Hồ Cá Nhân đem quần áo bán ra, trong lúc nhất thời, thanh âm cò kè mặt cả không dứt bên tai. Đi tới trước một sạp hàng, Lưu Thanh Thanh muốn mua cho Lâm Khiếu một bộ quần áo, Lâm Khiếu vừa nghe, xoay người rời đi, Lưu Thanh Thanh có chút tức giận đuổi theo. Cũng đúng lúc này, trước mặt đi tới mấy nam nữ thanh niên, đi ở phía trước nhất một nam tử để tóc dài, trong lòng hắn còn ôm một nữ nhân uốn tóc. Lâm Khiếu đi gấp, hắn thiếu chút nữa liền cùng mấy người này đụng vào nhau, ngay khi bọn họ đang muốn sát vai mà qua, bỗng nhiên nam nhân tóc dài một phen bắt được cánh tay Lâm Khiếu. Lâm Khiếu, sao anh lại ở cùng em gái tôi? Lâm Khiếu lắp bắp kinh hãi, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, bắt hắn không phải ai khác, chính là nhị ca Lưu Thanh Thanh, Lưu Bưu. Lúc này, Lưu Thanh Thanh đã đuổi theo. Ba người hai mặt nhìn nhau, tình cảnh có chút xấu hổ. Chó má, ngươi một bên đem chúng ta lão Lưu gia dẫm ở dưới chân chà đạp, một bên lại câu dẫn mùi ta, ngươi là muốn hủy chúng ta lão Lưu gia hay sao? Lưu Bưu tức giận đến hai mắt trợn trừng, hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát. Ta cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, là ta chủ động tìm Lâm Khiếu có thể đi. Lưu Thanh Thanh nhào tới, nàng vừa nói, vừa đẩy Lưu Bưu ra. Lưu Bưu giận không kềm được, hắn thuận tay cho Lưu Thanh Thanh một cái miệng. Câm miệng. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ, hắn cùng nhà chúng ta thù. Ngươi câm miệng. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi càng không có tư cách đánh ta. Lưu Thanh Thanh nhắc lời Lưu Bưu, nàng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Lúc này, người xem náo nhiệt toàn bộ vây quanh. Mấy nam tử đi theo Lưu Bưu kêu gào muốn đánh Lâm Khiếu, tình cảnh nhất thời không khống chế được. Đang làm gì vậy? Theo một tiếng quát khẽ, một nữ cảnh sát mặc cảnh phục đi tới, phía sau nàng còn có 2 nam cảnh sát đi theo. Nữ cảnh sát này dáng dấp thập phần xinh đẹp, cảnh phục vừa mặc, càng lộ ra tư thế oai hùng tiêu sái, có chút khí khái cân quắc bất nhượng tu mi. Lưu Bưu vừa nhìn thấy nữ cảnh sát này, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Đội trưởng Hoàng. Một chút việc nhà, cô ấy là em gái tôi. Lưu Bưu cười theo, hắn cúi đầu khom lưng nói. Ánh mắt sắc bén của nữ cảnh sát quét qua mọi người, ánh mắt của cô dừng lại một chút trên người Lâm Khiếu, sau đó đi tới. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải bọn họ khi dễ ngươi hay không? Lâm Khiếu lắc đầu nói. Không có, bọn họ đúng là huynh muội. Nữ cảnh sát xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm Lâm Khiếu dừng lại vài giây bộ dáng, nàng mới mãnh liệt xoay người đối với Lưu Bưu nói. Nếu là việc nhà liền ở nhà xử lý, đừng ở chỗ này ảnh hưởng xã hội trật tự. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đánh người là phạm pháp, mặc kệ ngươi đánh ai. Lưu Bưu vội vàng cười nói. Vâng, Hoàng đội trưởng, cảm ơn đã nhắc nhở. Lưu Bưu nói xong mang theo đám người kia rời đi, bất quá ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Khiếu, giống như là một con dao găm, cảm giác muốn giết hắn.